chương 2820, ta tên Lý Tứ Khai. Đây là tự nhiên, coi như là đế tinh tầng 3 thì đã làm sao, hắn là tiên vương tầng 5, dưới áp chế của hai cảnh giới, thực lực chênh lệch lớn tột đỉnh. Tiên vương 9 tầng, một bước một thiên địa, đây là nói lung tung sao? Còn nữa, hắn tốt xấu gì cũng là đế giả, so với đế tinh cũng chỉ chênh lệch một cấp độ tiến hóa mà thôi. Yên Thu Vân kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Hàn lại mạnh như vậy. Trước đó, Lăng Hàn cho nàng ấn tượng đầu tiên thực quá kém một bộ dáng rất bại hoại, hoàn toàn không để ý được, nhưng hiện tại hắn thậm chí là một vị đế tinh, tự nhiên nằm ngoài dữ liệu của nàng. Thu vân tiên tử, không cần để ý tới loại tiểu nhân vật này, xin mời. Các thanh niên tiên vương chen chúc ở bên người nàng dồn dập khuyên nhủ. Yên Thu Vân gật gù, đây chính là vũ viện đệ nhất thiên hạ, đừng nói đế tinh, ngay cả yêu nghiệt tiến hóa lũy thừa đạt đến 11, 12 cũng có, cần đặc biệt để ý sao. Chỉ có Trần Tử Vũ mới phát hiện bị lừa, muốn đi tìm Lăng Hàn, lại bị Yên Thu Vân tóm chăm chú, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi xa. Huynh đệ, đụng vào cái đinh A, thời điểm lang hàn trở lại vị trí, chỉ thấy có vài người trẻ tuổi đi tới, nữ có nam có, không ai không mang theo vẻ trào phúng. Ha ha, kia là Thu Vân tiên tử, không phải người có thể trèo cao. Phải, đừng tưởng mình là đế tinh liền có thể mắt cao hơn đầu. Chỉ là khóa này, số lượng đế tinh liền lấy ngàn tính, người cũng không tính là cái gì. Đây là một mỹ nữ, mang theo khẩu khí chua xót nói. Trước nàng đã từng chủ động đến gần Lăng Hàn, lại bị Lăng Hàn nhàn nhạt từ chối, bởi vậy trong lòng tự nhiên khó chịu, hiện tại có cơ hội, không nhân cơ hội trào phúng một hồi sao được. Ha 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 ha, những người này đều nở nụ cười. Bọn họ không bằng Lăng Hàn, không thể lấy tu vi tầng 3 đánh đuổi cường giả tầng 4, hiện tại thấy Lăng Hàn ăn quả đắng, cái này lại thành nguồn vui vẻ của bọn họ. Lăng Hàn lắc đầu, cái này là người nào a? À? Coi như là đế giả cũng không đến nỗi nông cạn như thế chứ. Hắn lại không biết, những người này đều là người địa phương của viêm xương vị diệt, vốn xem thường người ngoại lai, nam chính là đố kỵ, nữ chính là oán khí, thêm đến cùng một chỗ, biểu hiện của bọn họ liền vô cùng xấu xí. lang hàn phẩy phẩy tay, đi xa một chút, đừng phát ra mùi tanh hôi ảnh hưởng ta dùng cơm. Cái thứ này, mấy nam nữ trẻ tuổi kia đều tức giận, nhưng bọn họ không phải tiên vương tầng 3 chính là tầng 2 đánh làm sao có khả năng là đối thủ của Lăng Hàn, tự nhiên không dám tức giận. Ha ha, tiệc rượu này kỳ thực chính là ra mắt đại hội, ta chờ xem ngươi cô đơn một mình ở rời đi. Có người chào phúng như vậy, phải, nếu còn có người để ý hắn, ta ăn cái bàn này. Ta ăn cái ghế, bọn họ cố ý nói như vậy, tăng mạnh cường độ chào phúng. Đúng lúc này, cửa lần thứ hai bắt đầu gây rối. Loạn tinh, loạn tinh nữ thần đến rồi. Câu nói này ra miệng, nhất thời toàn bộ người trên quảng trường đều tựa như điên rồi, dâng tới cửa, tranh giành cực kỳ kịch liệt. Loạn tinh nữ thần, mấy nam nữ trẻ tuổi kia cũng hai mắt phát sáng, mị lực của nữ hoàng là nam nữ thông sát. Trong lòng lăng hàn cũng hơi động, hắn quá lâu không có thấy thê tử rồi. Nơi này đều là tiên vương, nhưng mỗi tiên vương hiện tại đều tựa như điên rồi, tranh nhau chen lấn về một phương hướng. Trước yên thu vân được chúng tinh cùng nguyệt, nhưng hiện tại bên người vắng ngắt, ngoại trừ Trần Tử Vũ, cũng chỉ có hai tiên vương áo lam, áo xanh, nhưng trên mặt bọn họ cũng có vẻ do dự, có phải là cũng nên nghênh đón hay không? Sắc mặt của Yên Thu Vân có chút khó coi, nàng từ trước đến giờ từ phụ việt lệ, thiên hạ không người nào có thể so sánh, hơn nữa ở vị diện của nàng, vẻ đẹp của nàng cũng xác thực đứng đầu một thời đại. Nhưng đến nơi này, nàng chỉ có thể xếp thứ tư, hơn nữa là bách hoa phổ khóa này, phóng tới chính bảng, nàng thậm chí ngay cả 100 vị trí đầu cũng không thể đi vào. Nhưng nữ hoàng thì sao? Người ta không chỉ là hoa khôi của bách hoa phổ khóa này, dù phóng tới chính bảng cũng là số một số hai so sánh như thế há có thể không làm nàng đố kỵ chỉ thấy đoàn người lại phun trào về phía trong bởi vì nữ hoàng đã đi vào hào quang của nàng dù bị mọi người vây quanh cũng không cách nào che lấp mỗi người đều lộ ra vẻ ý loạn tình mê vì mị lực của nữ hoàng mà say sưa phải biết những người này đều là tiên vương a nếu như ta có thể đứng ở cạnh nữ thần là tốt rồi ta chỉ cần ở khoảng cách gần liếc nhìn nàng một cái liền được nếu như nữ thần có thể nói với ta một câu ta lập tức chết cũng đáng giá bên cạnh lăng hàn mấy nam nữ trẻ tuổi kia đều nói mị lực của thê tử thật to lớn lăng hàn khẽ mỉm cười nhanh chân mà đi đi về phía nữ hoàng chỉ có nữ hoàng không nhìn thấy hổ nữ cùng nhu yêu nữ này trên cái gì chứ phía trước có người chặn đường bị lăng hàn dễ dàng đánh văng ra nhưng người ta có thể không vui thật vất vả mới đẩy tới nơi này người đây là làm gì, không biết cái gì gọi là đến trước đến sau sao. Lăng Hàn không để ý tới, tiếp tục đi, khí tức kinh khủng rung động, không ai có thể chống đỡ được hắn, không ai không dồn dập tránh đường. Bởi vậy, hắn lập tức bị lộ ra, Yên Thu Vân nhìn ở trong mắt, không khỏi càng thêm đố kỵ. Mặc dù nàng đối với Lăng Hàn một điểm cảm giác cũng không có, nhưng người mới vừa rồi còn đang theo đuổi mình, hiện tại vượt mọi trông gai đi lấy lòng một nữ nhân khác, hơn nữa còn là đại địch của nàng, làm cho nàng cực kỳ khó chịu cái da hỏa thối này vẫn đúng là muốn truy cầu loạn tinh. Trần Tử Vũ cũng kinh ngạc, chỉ cảm thấy da mặt của Lăng Hàn thật dày, mà trước đó hắn cũng không phải chỉ nói xuông, chính là về phía loạn tinh mà đến. Kha kha, tự dước lấy nhục mà thôi. vài tên nam nữ trẻ tuổi nguyên bản chào phúng Lăng Hàn đều cười gần, người nào không biết loạn tinh cực kỳ kiêu ngạo, ngay cả cốc hợp nghĩa, Tiêu Anh Hùng, Miêu Hóa, theo đuổi cũng không để ý chút nào. nếu không như vậy, sự tình cũng không có phần của người khác nữ nhân của mấy quái vật kia, có ai dám có ý đồ. Thấy cảnh này người người đều lắc đầu, cười nhạo lăng hàn không tự lượng sức, người là đế tinh thì đã làm sao, tuy vũ viện đệ nhất thiên hạ nhiều nhất chính là đế giả, nhưng đế tinh thật không ít, mỗi một giới đều là lấy ngàn tính. chương 2821, Nữ Hoàng Tuyệt Lệ Lấy thực lực của Lăng Hàn, một đường như dẫm trên đất bằng, không ai có thể ngăn cản, lại thêm tính cách của nữ hoàng cũng khinh thường thiên hạ, căn bản không ngừng bước, bởi vậy hai người rất nhanh đối đầu cách xa nhau chỉ một trượng, đối mặt mà đứng. Tất cả mọi người thầm lo lắng cho Lăng Hàn, nữ hoàng quá kiêu ngạo, ai dám chặn đường nàng. Coi như nữ hoàng không thu thập được hắn, chờ sau đó bị đám người cốc hợp nghĩa biết, bọn họ tất nhiên cũng sẽ tự mình ra tay, giúp nữ hoàng giải quyết. Vì lẽ đó, đắc tội đám người cốc hợp nghĩa hoặc miêu hóa, đó chỉ là đắc tội một người, nhưng đắc tội nữ hoàng. Cấp độ kia chính là đắc tội toàn bộ yêu nghiệt khóa này. Kẻ ngu si mới làm chuyện như vậy, vô chi không sợ, tên này nhất định là vừa mới vào vũ viện. Nữ hoàng lạnh lùng nhìn về phía lăng hàn, một chữ cút vừa định ra miệng, nhưng đột nhiên sững sờ. Nàng không có cái mũi dọa người như hổ nữ, nhưng cùng lăng hàn ở chung lâu như vậy, chẳng lẽ còn sẽ không nhận ra nam nhân của mình. Cho dù hiện tại dung mạo của lăng hàn biến hóa, lăng hàn nhoèn miệng cười, hắn biết nữ hoàng đã nhận ra mình. Nữ hoàng mở bước, xèo, nàng hóa thành một mũi tên, đánh về phía lăng hàn. Nữ thần ra tay rồi, ha, nữ thần không phải bình hoa A, chính là đế tinh, hơn nữa ngưng chính là tiên chủng hoàn mỹ, tiến hóa lũy thừa phỏng trừng cũng đã đạt đến 11. Bởi vậy, tùy tu vi của nàng chỉ tầng 3 trung kỳ, nhưng sức chiến đấu đạt tới tầng 5. Nếu không như vậy, nàng há có thể được đám người cốc hợp nghĩa ái mộ. Nữ hoàng ra tay, cung cấp ai có thể kháng cự. Cái thứ này muốn thảm, đệt, phốc, a à, tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp nơi, mỗi người không thể tin được con mắt của mình, miệng há thật to, đầu lưỡi muốn phun ra. Bọn họ thấy cái gì? Nữ hoàng lại không có ra tay, mà là trực tiếp quăng vào trong lồng ngực của Lăng Hàn. Cái này, mình nhất định là hoa mắt, ha ha, vị nữ thần cực kỳ cao quý kia làm sao có khả năng đầu hoài tống bão với nam nhân chứ? Bọn họ lại vò vò con mắt của mình, nhưng lại nhe răng lần nữa. Nữ thần không chỉ còn đang ở trong ngực của nam nhân kia, thậm chí nam nhân kia còn dùng một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của nữ thần, một tay khác khẽ vuốt mái tóc của nàng. Phốc, Yên Thu Vân phun ra ngoài không ngừng ho khan trần tử vũ há to miệng dưới cái nhìn của nàng lăng hàn ngay cả tư cách nói chuyện với nữ hoàng cũng không có nhưng hiện tại lại ôm nữ thần mà tất cả mọi người tha thiết ước mơ trời ạ à, lẽ nào nàng đang nằm mơ nơi khác mấy nam nữ trẻ tuổi kia cũng trợn mắt ngoác mồm có một loại cảm giác giống như mộng ảo vừa nãy bọn họ còn đang chào phúng lăng hàn là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga lại còn muốn theo đuổi yên thu vân kết quả người ta trực tiếp cua vũ viện nữ thần không biết vượt qua yên thu vân bao nhiêu lần bọn họ đều cảm thấy trên mặt nóng rát càng hận không thể ở trên đất có cái động để bọn họ chui vào ôi ta sát đây là tình huống thế nào sốt cục có người lẩm bẩm lẽ nào thứ này am hiểu mê hồn thuật mê hoặc nữ thần khẳng định là vậy có điều bất kể như thế nào chờ sau đó đám người cốc hợp nghĩa biết tiểu tử này liền thảm tuyệt đối song đời tất cả mọi người khôi phục như cũ lúc này lăng hàn có thể ôm mỹ nhân là một chuyện nhưng đám người cốc hợp nghĩa lại há có thể ngồi xem Đừng nói đây là một đám yêu nghiệt, coi như chỉ có một người ra tay, lăng hàn như thế nào chặn. Ai, trên đầu chữ sắc là một cây đao a. À. Điểm này, Yên Thu Vân cũng nghĩ đến, khóe miệng nàng không khỏi hiện ra vẻ tươi cười, lúc này thật là một mũi tên hạ hai con chim. Lăng Hàn dĩ nhiên sẽ thảm, nhưng nữ hoàng lại đối với một tiểu tốt đầu hoài tống bão, cái này tự nhiên sẽ làm cho hình tượng của nàng xuống thấp. Nữ thần, nữ thần kinh còn tạm được, Lăng Hàn cũng không muốn để cho mình trở thành tiêu điểm cho mọi người chú ý tuy hiện tại là khó tránh khỏi nhưng hắn vẫn lôi kéo nữ hoàng đi vào trong cùng nàng ăn uống nữ hoàng không khỏi cười duyên phu quân mình thật là tham ăn nhìn thấy nữ hoàng nhất tiếu khuynh thành tất cả mọi người đều ngây dại nhiều năm như vậy ai gặp qua nữ hoàng lộ ra nụ cười đẹp quá đẹp tin tức lớn tin tức lớn có hai người vội vã xông vào tin tức cực kỳ lớn chắc khải lại ở giã lĩnh cùng một nam nhân cởi sạch làm chuyện sao 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 cái này chính là vô giác cùng hứa sơn bọn họ kinh ngạc phát hiện coi như tuôn ra tin tức như thế nhưng lại không có ai nhìn nhiều bọn họ kỳ quái lẽ nào chuyện như vậy đã trở nên bình thường cho nên mới không có ai lưu ý quan tâm phu giác cùng hứa sơn đều kinh ngạc nghĩ đến trước đó hưng phấn phấn chạy tới địa phương kia nhưng kết quả nhìn thấy hai nam nhân trần chuồng chồng lên nhau một bên nhún một bên còn giống to thực sự là mặt đều tái rồi trời ạ à, cái khẩu vị này cũng quá nặng đi bọn họ tự nhiên hận chết chắc khải mình biến thái coi như thôi lại còn gọi bọn họ cùng một chỗ chơi ngươi chớ đẩy chúng ta vào trong công a bọn họ vội vã chạy trở về công bố xấu xa của trác khải cho nhiều người biết mặt khác bọn họ còn muốn tìm lăng hàn tính sổ lại để bọn họ nhìn thấy tình cảnh như vậy thực sự là nhân sinh quan cũng phải vặn vẹo cái cái gì trác khải lại là loại người như vậy suốt cục có người từ trong khiếp sợ tỉnh thần bắt đầu tiếp thu một tin tức lớn khác ha ha trác khải lại yêu thích nam nhân có thể a thứ nhị thế tổ này chơi nhiều nữ nhân rồi, chơi chán nói không chắc sẽ tìm chút vật mới mẻ. ô, ngươi không cần nói ác tâm như vậy. ta nghĩ ra rồi, mấy ngày trước còn bị trác khải choàng vai, lúc đó hắn khẳng định có ý đồ nhầm vào ta. chúc mừng lão huynh, nói không chắc qua mấy ngày còn có thể được trác khải thu vào hậu cung. biến thái, càng ngày càng nhiều người bắt đầu nghị luận, đây quả thật là một tin tức lớn, cũng là đại sử văn, trác binh là nhân vật cỡ nào, đường đường chuẩn thiên tôn, nhưng hậu nhân của hắn lại chơi nam nhân hắn thổ huyết cũng có thể ói chết. Thực hay giả, có người nhìn hai người vu giác xác nhận, đương nhiên là thật, ta còn dùng ký ức tinh thạch ghi lại. Vu giác nói, một bên móc ra một khối thủy tinh, lấy nguyên lực kích phát, thủy tinh lập tức phát sáng, chiếu ra một cảnh tượng lập thể. chương 2822, tin tức siêu lớn. Oa, à, toàn trường nhất thời buồn nôn, hai nam nhân trần chuồng chồng lên nhau, một bên nhún thân thể, một bên hổ gầm liên tục, làm chuyện gì còn phải nghĩ sao chủ công chính là Trác Khải. Ô, tiểu thụ kia là Vũ Thi, có người nhận ra thanh y thiếu niên, đương nhiên, hiện tại hắn không có y phục. Đúng là Vũ Thi, không thể nào, Vũ Thi tốt xấu gì cũng là đế giả, hơn nữa người này ta đã thấy, cực kỳ bình thường a. À. Cắt, người có loại đam mê này như thế nào sẽ nói cho người biết. Nếu không phải hiện tại tận mắt nhìn, nói cho ta ta cũng không thể tin tưởng. Mọi người dồn dập lắc đầu, Vũ Thi cũng coi như là thanh niên có chút tiếng tăm, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy. Vu Giác cùng Hứa Sơn tìm một hồi, rất nhanh thì phát hiện Lăng Hàn. Cho dù tu vi của bọn họ mạnh mẽ kéo lên, nhưng tiên vương dù sao cũng là tiên vương, muốn ở trong đám người tìm một người quá đơn giản. Bọn họ chạy tới, muốn tìm Lăng Hàn tính sổ, lại dám âm bọn họ, làm hại bọn họ nhìn cảnh như thế. Cút, không chờ bọn họ mở miệng, nữ hoàng quát khẽ một tiếng, tràn ngập ngang ngược. Trước đó hai người Vu Giác không nhìn thấy nữ hoàng, thực sự là Lăng Hàn quá gây hận, cho đến khi bị quát mắng một câu, Bọn họ mới nhìn sang nữ hoàng, nhất thời, ánh mắt của bọn họ mở to. Nữ thần, lại là loạn tinh nữ thần, bọn họ đều kinh ngạc nói không ra lời, tay chân luống cuống, vội vã lui xuống. Cho đến khi lùi qua bên cạnh, bọn họ mới bừng tỉnh, không đúng, bọn họ không phải muốn tìm Lăng Hàn tính sổ sao, hiện tại cái này lại tính là gì? Nhưng tưởng tượng đến nữ hoàng tuyệt mỹ cùng ung dung, bọn họ không có dũng khí tiến lên lần nữa. Lăng Hàn nhìn thê tử, không khỏi mỉm cười sau khi nữ hoàng bước vào tiên vương cảnh càng có vẻ ung dung cao quý ngay cả hắn cũng có chút không chịu nổi hai người vừa ăn vừa nói trải qua những năm này hoàn toàn không coi ai ra gì trong ánh mắt chỉ có hai bên tồn tại lăng hàn hỏi hổ nữ cùng nhu yêu nữ hổ nữ bị một vị thiên tôn vừa ý bắt tới làm đệ tử nữ hoàng nói không nhịn được lộ ra nụ cười sắc mặt lăng hàn quái lạ được thiên tôn vừa ý thu làm đệ tử ai không đến hùng hục nhưng nữ hoàng lại dùng đến chữ bắt có thể thấy được lúc trước tiểu nha đầu bất đắc dĩ ra sao. Cũng chỉ có nha đầu này, lang Hàn thầm nghĩ lúc trước hổ nữ bị tóm về côn bằng cung, không phải cũng bất đắc dĩ sao, trong mắt nha đầu này căn bản không có khái niệm cơ duyên, hết thảy đều là tùy tính tùy ý. Tiểu Nhu đang xung kích tầng 3, nữ hoàng lại nói, lang Hàn gật đầu, nhu yêu nữ nguyên bản chỉ có tư chất phương giả, nhưng dựa vào thiên đạo ngọc, bù đắp quy tắc trở thành đế giả, có thể không tốn sức chút nào mà xông lên tiên vương tầng 5, nhưng tốc độ tiến cảnh đương nhiên không thể so với đế tinh, huống chi hiện tại tiến hóa lũy thừa của nữ hoàng khẳng định không chỉ là 10. Không chỉ nhu yêu nữ tiến bộ rất lớn, tiểu khủng cũng vậy, sau khi con chiến thú này đi tới viêm xương vị diện, thật giống như lập tức bỏ đi ràng buộc, tiến cảnh nhanh đến mức kinh người, bây giờ đã là tầng 5, chỉ luận cảnh giới, nó hoàn toàn không kém thiên sinh. Đây là cấp độ của viêm xương vị diện càng cao hơn, tính dung nạp rất lớn, để tốc độ tiến cảnh của tiểu khủng lập tức thả ra. Phải biết, chiến thú nguyên bản chính là vì chiến đấu mà sinh tu vi nhanh lại có gì kỳ quái lang hàn cũng nói trải nghiệm của mình để nữ hoàng không khỏi đau lòng thể phải giết thiên sinh bằng từng khối từng khối cho chó ăn mối thù này nhất định phải do ta đến báo lang hàn nghiêm nghị nói hắn nhất định phải đánh bại thiên sinh đây là mục tiêu giai đoạn kế tiếp của hắn lại như lúc trước có kỷ vô danh cạnh tranh lần này đổi thành thiên sinh đối thủ mạnh mẽ có thể để cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn hai người nói một hồi lâu nhưng đột nhiên phát hiện không khí của hiện trường lạnh xuống. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tất cả mọi người tập trung vị trí cửa. Bọn họ cũng nhìn sang, ngoài cửa có một nam tử toàn thân hắc y, trên người quấn quanh lục đạo màu sắc đặc biệt, khí thế hóa thành thực chất, như hắc vân di động, làm cho tâm thần người rung động. Tiêu Anh Hùng, nữ hoàng nói nhỏ, người này rất mạnh, có người nói là tồn tại vượt qua đế tinh, tiến hóa lũy thừa cao tới 11. Hóa ra hắn chính là Tiêu Anh Hùng, Lăng Hàn âm thầm gật đầu, siêu cấp đế tinh tầng 6, sức chiến đấu tuyệt đối bão tố lên tầng 7, vô cùng có khả năng tiếp cận tầng 8. Vì lẽ đó, cường giả như vậy ngay cả thiên sinh cũng không địch lại, tuy hắn sẽ không thua. Hắn cũng biết vì sao lại đột nhiên tẻ ngắt, bởi vì tiêu anh hùng đang theo đuổi nữ hoàng, đây là sự tình ai cũng biết, nhưng hắn lại ở đây cùng nữ hoàng lời chàng ý thiếp, ha ha. Ánh mắt của tiêu anh hùng quét qua, lập tức phát hiện nữ hoàng, nguyên bản trên mặt lạnh lùng lại hiện lên vẻ tươi cười, nhưng khi hắn nhìn thấy Lăng Hàn, nụ cười này lập tức động lại. Hắn hừ một tiếng, nhanh chân đi về phía Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Đến rồi, đến rồi, có trò hay nhìn, tiêu anh hùng ra tay, tên kia nhất định xong, ai, không có đủ thực lực lại còn dám mơ ước nữ thần, cái này không phải tự tìm đường chết sao. Không ít người trâu đầu ghé tai, Lăng Hàn ôm nữ hoàng, để hắn lập tức thành công địch. Tiêu anh hùng đứng lại, đứng ở trước Lăng Hàn đại khái một trường. Hắn phủi một ngón tay, nhìn Lăng Hàn nói cút một chữ đơn giản trực tiếp mà lại bá đạo lăng hàn vẫn không nói gì chỉ thấy nữ hoàng đứng thẳng người lên trên mặt tràn đầy xương lạnh nên cút chính là ngươi luận ngang ngược nữ hoàng không kém ai tiêu anh hùng nhìn về phía nữ hoàng lập tức lộ ra một nụ cười thân thiết đừng hồ đồ nữ hoàng đang muốn tức giận nhưng lăng hàn đứng lên cản lại bảo vệ nữ hoàng ở phía sau hắn cười ha ha không có gì để nói nhiều trong cửa việt trận chiến một trận có dám không trong cửa tuyệt trận đánh một trận, tất cả mọi người kinh ngạc, Lăng Hàn cũng thật là dám nói a, à, ngay cả Tiêu Anh Hùng cũng dám khiêu chiến. Có điều là, tiểu tử này ngược lại cũng không ngu ngốc. Cửa tuyệt trận có một đặc điểm, chính là tiên vương cấp cao tiến vào trong trận. Cấp thấp, tu vi sẽ bị cắt đến cấp độ đối ứng, tỉ như mọi người tiến vào cửa tuyệt trận tầng thứ 3, như vậy tu vi của mọi người sẽ bị cắt đến tầng 3. Chương 2823, trong cửa tuyệt trận chiến. Hư, tại sao ta phải đáp ứng Tiêu anh hùng lạnh lùng nói, không có đủ thực lực thì không nên làm chuyện khiêu khích ta. Lăng Hàn cười nhạt, đánh nhau cùng cấp, ta còn chưa bao giờ gặp đối thủ, không dám chiến thì cứ nói thẳng đi. Cái này chính là khiêu khích, tất cả mọi người hít khí lạnh, Lăng Hàn lại dám kiêu ngạo như thế. Có điều, tuy trong vũ viện không cấm chiến đấu, nhưng đối với Tu Vi là có hạn chế, song phương đối chiến không thể vượt qua hai cảnh giới nhỏ, nếu không sẽ có cường giả xuất hiện lập tức ngưng hẳn chiến đấu. Vì lẽ đó, trừ khi Lăng Hàn đần độn đáp ứng cùng Tiêu Anh Hùng chiến đấu, nếu không thì, Tiêu Anh Hùng là tuyệt đối không thể ra tay với hắn. Chẳng trách thứ này tự tin như vậy, hóa ra đã sớm chuẩn bị. Tiêu Anh Hùng liếc nhìn nữ hoàng, sắc mặt trở nên càng âm trầm nói. Được, trong cử tuyệt trận chiến một trận, hắn trước tiên mà đi, ra động phủ. Lăng Hàn nở nụ cười, cũng cất bước đi theo, mà nữ hoàng khẳng định cũng theo sát phía sau. Ba người này vừa đi, toàn trường nhất thời náo động, như ong vỡ tổ rời đi. Khi người đi gần hết, Tuyên Anh khoan thai đến muộn, hắn nhìn thấy quảng trường lẻ tẻ mấy người, không khỏi kinh ngạc, bởi vì hắn là tính toán thời gian đến, cảm thấy lúc này hẳn gần đủ rồi, làm sao vẫn chỉ có mấy người như vậy. Đám người lăng hàn, Tiêu Anh Hùng rất nhanh đi tới trước cổng của Vũ Viện. Tuyển tòa nào, Tiêu Anh Hùng trầm giọng hỏi. Thứ hai đi, Lăng Hàn nói, thể thuật của hắn không bị trận pháp áp chế, cho nên cảnh giới áp chế càng lớn càng tốt, tỉ như tầng một, vậy hắn một ngón tay liền có thể chấn Tiêu Anh Hùng thành con dế đương nhiên kỳ thực tiến vào tầng cửa việt trận thứ ba cũng không có quan hệ thể thuật của hắn quá mạnh mẽ đối đầu siêu cấp đế tinh tầng ba cũng có phần thắng rất lớn chỉ là không cách nào dễ dàng nghiền ép tiêu anh hùng căn bản lười nói chuyện trực tiếp vào trận lam hàn cười cợt cũng đi vào trong cửa việt trận hiện tại tu vi của mọi người đều là tầng 2, vậy nhìn chính là thực lực đánh nhau cùng cấp hừm tiến hóa lũy thừa của ai càng cao hơn người đó càng chiếm ưu thế vậy không cần phải nói khẳng định là tiêu anh hùng tiến hóa lũy thừa của hắn cao tới 11, trong học viên khóa này, có thể áp chế hắn chỉ có hỏa phù dung. Còn có thiên sinh, đây là một quái vật, mọi người dồn dập nói, vẫn càng thêm xem trọng tiêu anh hùng, cho dù áp chế tu vi, người cảnh giới cao khẳng định còn có thể hơi có chút ưu thế, đây là làm sao cũng không thay đổi được. Đúng lúc này, chỉ thấy hai nam tử khí vũ hiên ngang gần như cùng lúc đó xuất hiện, rơi vào bên người nữ hoàng. Cốc hợp nghĩa, miêu hóa, đây là hai siêu cấp yêu nghiệt khác, Tiến hóa lũy thừa có người nói đều đạt đến 11, hơn nữa ở trên tu vi cũng đạt đến tầng 6, sức chiến đấu vô cùng. Tình huống thế nào, cốc hợp nghĩa hỏi, hắn cùng tiêu anh hùng là loại hình hoàn toàn khác nhau, đầy mặt đều là nụ cười ôn hòa, có vẻ bình dị gần gũi. Cốc đại nhân, tiêu anh hùng đang cùng người quyết chiến ở trong cửa tuyệt trận. Có người hồi đáp, há, là ai nhỉ? Cốc hợp nghĩa có chút kinh ngạc, miêu hóa cùng hắn đều ở nơi này, là ai đủ tư cách để tiêu anh hùng chịu ra tay? Lý Tứ, Sắc mặt của cốc hợp nghĩa cùng miêu hóa đồng thời quái lạ, người là đang đùa chúng ta sao? xác thực gọi Lý Tứ, càng nhiều người gật đầu, chỉ ít đây là lăng hàn chính mồm nói. Nơi này, còn có một Trương Tam, có người đột nhiên chỉ vào khối bia đá thứ nhất nói, trên vị trí thứ 8 rõ ràng viết hai chữ Trương Tam. Trương Tam, Lý Tứ, hẳn cùng một người A, T, tuy người kia ghi tên vạn cổ thạch, nhưng đã có 7.000 năm chưa từng xuất hiện, đều hoài nghi hắn có khả năng là dùng phương pháp cấm kỵ xông qua lưu lại tổn thương rất nặng thế, mới sẽ liên tục không có hiện thân. Lẽ nào hắn khôi phục, nếu như hắn lại dùng phương pháp cấm kỵ, khả năng tiêu anh hùng thật không thể ngang hàng. Người xem, người ta dùng phương pháp cấm kỵ liền sông lên vạn cổ thứ 8, đây là tiêu anh hùng làm sao cũng không cách nào so sánh. Hiện tại nếu như Lăng Hàn còn có thể dở lại cho cũ, đánh nhau cùng cấp tiêu anh hùng có thể thắng sao? Không thể nào, cốc hợp nghĩa, miêu hóa còn có chút kỳ quái, tại sao tiêu anh hùng lại đột nhiên cùng người này quyết chiến? bọn họ hỏi tình huống một hồi không khỏi đồng thời đen mặt nên đánh nếu như trao đổi bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà ra tay kháo lại dám ra tay với nữ thần của bọn họ hy vọng tiêu anh hùng cho tiểu tử này một giáo huấn mạnh mẽ cốc hợp nghĩa nói thật là một tên ngu xuẩn miêu hóa cũng lạnh lùng nói ồ có người đi ra sau tấm bia đá có bóng người lấp lóe nhanh như vậy chắc chắn sẽ không phải xông qua cửa tuyệt trận mà là người từ đường cũ trở về là ai Tất cả mọi người kiếm mũi chân xem, mỗi một người đều lập tức lộ ra kinh sợ. Lăng Hàn, là Lăng Hàn, T, vừa mới qua bao lâu, hắn liền làm cho tiêu anh hùng nằm bò. Ngay cả cốc hợp nghĩa cùng miêu hóa cũng chấn động, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, vì bọn họ đều tự phụ, cho rằng đánh nhau cùng cấp mạnh hơn tiêu anh hùng, nhưng mạnh cũng mạnh có hạn, làm sao cũng phải đánh mấy ngày mấy đêm mới có thể phân ra thắng bại. Hơn nữa, thắng bại như vậy khác biệt chỉ rất nhỏ rất nhỏ. Nhưng hiện tại mới qua bao lâu, Lăng Hàn đã đi ra, đây là ưu thế nghiền ép cỡ nào? Lẽ nào tiến hóa lũy thừa của thứ này đạt đến 12? Người đứng lại, tiêu anh hùng cũng xuất hiện, chỉ là lúc hắn chạy ra, tất cả mọi người không nhịn được bật cười, bởi vì hắn quá thảm, mặt bị đánh thành đầu heo, đâu còn có một chút xíu dáng dấp lãnh ngạo. Nguyên bản mọi người còn có chờ đợi, chính là Lăng Hàn căn bản không đánh lại tiêu anh hùng, mà là hắn đi vào xoay chuyển một hồi liền chạy ra. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ấy của tiêu anh hùng, ai còn hoài nghi? T, Lăng Hàn cũng quá mạnh mẽ đi, đánh nhau cùng cấp lại có thể mạnh mẽ như vậy. Đây là nghiền ép tuyệt đối. Lăng Hàn quay đầu lại, cười nói, làm sao, vẫn không có bị đánh đủ sao. Cả người tiêu anh hùng run rẩy, đây là tức ra. Ngươi làm càn, tu vi của ngươi tuyệt đối không chỉ tầng 2. Lăng Hàn cười ha ha, người thần kinh sao, coi như tu vi của ta vượt qua tầng 2, cũng sẽ bị áp chế đến tầng 2, trong cửa tuyệt trận, tu vi của mọi người là giống nhau chương 2824, bước lui. Tiêu Anh Hùng nhất thời nói không ra lời, nhưng hắn luôn cảm thấy không đúng, thực lực của Lăng Hàn quá mạnh mẽ, mạnh đến hoàn toàn không hợp lý. Nếu không, lại đi vào đánh một lần. Lăng Hàn đề nghị, đánh muội muội ngươi a. À. Tiêu Anh Hùng suýt chút nữa chửi ầm lên, vừa nãy tuy hắn ra sức chống lại, nhưng căn bản không ra được chút xíu bọt nước, bị ngược rất thảm. Còn đánh, chúng ta tiến vào tầng thứ ba tái chiến. Tiêu Anh Hùng trầm giọng nói, hắn cũng không chiếm tiện nghi của Lăng Hàn, bởi vì Lăng Hàn chính là tầng 3. Được, Lăng Hàn đáp ứng thẳng thắn, bọn họ lần thứ hai tiến vào trong trận, sau đó lập tức đại chiến. Lần này, tiêu anh hùng rõ ràng mạnh hơn, bởi vì tầng 3 đúng là tu vi thật sự của Lăng Hàn, đã không còn ưu thế không bị áp chế tu vi. Thế nhưng, Lăng Hàn chỉ là ở mức độ quy tắc liền có thể đối kháng tiêu anh hùng, ở phương diện thể thuật càng cao hơn một bậc, tương đương với hai Lăng Hàn liên thủ chiến tiêu anh hùng. Đây là Tiêu Anh Hùng có thể chống lại sao? Chỉ mấy trăm chiêu mà thôi, hắn liền bị oanh bại, đầu heo càng thêm thê thảm. Có người đi ra, vẫn là Lý Tứ sao? Bên ngoài, mọi người thấy bóng người lấp lóe, đều dồn dập kêu lên. "Phải, lang Hàn, tất cả mọi người bay lên một luồng cảm khái quả nhiên như thế, con hàng này lại thắng." Tiêu Anh Hùng cũng theo đi ra, dáng dấp chật vật khiến người ta bật cười. Hắn rung sắc âm trầm, trong ánh mắt chiến ý hừng hực, sau hai lần chiến đấu, hắn tự nhiên phát hiện Lăng Hàn ngoại trừ lực lượng quy tắc ra, còn có thể thuật, hơn nữa không bị cử tuyệt trận áp chế. Thế nhưng, bởi vì bản thân Lăng Hàn là tiên vương tầng 3, bởi vậy thể thuật cũng có hạn mức tối đa. Nếu như hiện tại hắn ra tay, có thể dễ dàng trấn áp Lăng Hàn, nhưng thứ nhất Vô Viện có quy tắc, thứ hai nếu hắn dựa vào cảnh giới áp chế oanh bại Lăng Hàn, vậy thắng cũng không vẻ vang, lại có ý gì? Tiến vào tầng thứ tư tái chiến, Tiêu Anh Hùng mở miệng không được, tương đương với thừa nhận đánh nhau cùng cấp không phải đối thủ của Lăng Hàn hắn nhìn lăng hàn thật sâu nếu như thể thuật của lăng hàn còn có thể theo cảnh giới cùng một chỗ tăng lên như vậy đánh nhau cùng cấp hắn vĩnh viễn sẽ không thể là đối thủ của lăng hàn nhưng nếu như không phải như vậy dĩ nhiên là khác rồi hừ hắn phất tay áo rời đi trong lòng kiêu ngạo để hắn lựa chọn chờ lăng hàn tiến thêm một bước nữa sau đó tái chiến vị sư đệ này hà tất cố làm ra vẻ bí ẩn báo lên tên thật đi cốc hợp nghĩa nhìn lăng hàn nói hắn cười ôn hòa phảng phất như vĩnh viễn sẽ không tức giận Đại trưởng phu đi không thay tên, ngồi không đổi họ, Lý Tứ là ta. lang Hàn cười nói, cốc hợp nghĩa cuối cùng toát ra vẻ không vui, tuy hắn từ trước đến giờ hòa hòa khí khí, nhưng cũng không có nghĩa là ngạo khí của hắn ít hơn người khác. Ngược lại, loại thái độ khiêm tốn này chỉ là một loại biểu hiện ngạo mạn của hắn mà thôi. Miêu hóa cũng lộ ra vẻ giận dữ, cho rằng chúng ta cao hơn ngươi ba cảnh giới liền không cách nào trừng trị ngươi sao. Không phục, vào tầng thứ ba gặp, công bằng chiến một trận, tới một cái ta trấn áp một cái, không dám cút lăng hàn khiêu chiến đối trọi gay gắt các ngươi dám sao cốc hợp nghĩa cùng miêu hóa đều khẽ nhíu mày sức chiến đấu của bọn họ tương đương tiêu anh hùng coi như bọn họ tự tin càng mạnh hơn cũng sẽ không vượt qua bao nhiêu nhưng lăng hàn đánh bại tiêu anh hùng cũng không có tiêu tốn thời gian bao lâu hiển nhiên ở mặt thực lực có ưu thế nghiền ép tùy tiện mà chiến thực là không khôn ngoan bọn họ quyết định trước tiên đi hỏi tiêu anh hùng đối phương cùng lăng hàn chiến qua hai lần phải có chút hiểu rõ với lăng hàn a hai người không nói gì, đồng thời xoay người rời đi. Châu A, tiên vương tầng 3 lại bước tiên vương tầng 6 đi, hơn nữa hai vị này vẫn là tồn tại sức chiến đấu trước ba trên bảng xếp hạng. Tất cả mọi người phấn chấn không ngớt, ngày hôm nay qua đi, trong vũ viện lại xuất hiện một vị thiên kiêu mới, yêu nghiệt đến trình độ vượt qua cốc hợp nghĩa, miêu hóa, hẳn có thể sánh vai thiên sinh chứ. Bọn họ dồn dập quay lại động phủ của Tuyên Anh, tiếp tục ra mắt đại hội. Có điều, trải qua mấy sự kiện trước, tất cả mọi người đều hứng thú giảm nhiều khốn kiếp chỉ nghe tiếng giống giận dữ truyền đến chắc khải một bước dài chạy vào hắn nhìn chung quanh trong ánh mắt sắp muốn phun ra lửa vô cùng nhục nhã a à, hắn lại bị lột sạch cùng một nam nhân trần chuồng khác chồng lên nhau hơn nữa còn nhún a à, ma sát a à, ngẫm lại liền để hắn buồn nôn thêm chốt là tình cảnh này còn bị bạn xấu của hắn nhìn thấy hắn biết hai người này là cái phẩm tính gì nhất định sẽ tuyên dương khắp nơi vì lẽ đó hiện tại tất nhiên là mọi người đều biết hắn hận chết Lăng Hàn, cái kẻ cầm đầu này. Ngươi, hắn rất nhanh phát hiện Lăng Hàn, nhất thời giống lớn lên. Ta muốn ngươi chết, nữ hoàng giận tím mặt, uy nghiêm đáng sợ chỉ vào Trác Khải. Con chó hoàng đê tiện, đáng chết một vạn lần. Lúc này Trác Khải mới nhìn thấy nữ hoàng, khí thế không khỏi cứng lại, khí chàng của nữ hoàng quá mạnh mẽ, để hắn căn bản không nhấc đầu lên nổi. Thế nhưng, sự phẫn nộ của hắn quá mãnh liệt, rất nhanh lại nổi giận nói. Ai thay ta giết hắn, ta cho hắn một một trăm triệu tinh thạch. Tất cả mọi người chỉ làm như không nghe thấy, thân là học viên của Vũ Viện, càng là đế giả, đế tinh cấp bậc tiên vương, ai sẽ quan tâm 100 triệu tinh thạch. Trác Khải cũng biết khoe phú khoe sai địa phương rồi, cái này không phải là những tiểu đề kia của hắn, chỉ cần hắn lấy ra chút tinh thạch sẽ hùng hục. Hắn suy nghĩ một chút, móc ra một hộp ngọc nói. Đây là xích hồng minh hỏa đan, có thể tăng lên tu vi của tiên vương tầng 5 trở xuống trên diện rộng, chỉ ít tiết kiệm một tỷ năm khổ tu. Ai giết người kia, viên xích hồng minh hỏa đan này liền quy về hắn. Nhất thời, rất nhiều người đều lộ ra vẻ ý động. Tiết kiệm một tỷ năm khổ tu, cái này cực kỳ kinh người, ai có thể không động lòng. Nhưng vấn đề là, thứ nhất không người nào dám ở trong vũ viện giết người, thứ hai, lại có mấy người có thể là đối thủ của Lăng Hàn. Bởi vậy, mặc dù mọi người đều rất ý động, nhưng vẫn không có ai đứng ra. Trác Khải sướng sờ, hắn dù sao cũng không phải ngu ngốc, hơi ngẫm nghĩ liền biết mình sai ở nơi nào. Hắn nói, ai đánh hắn thành chó chết, viên xích hồng minh hỏa đan này đồng dạng có thể đưa cho hắn. chương 2825, lại chỉnh một lần. Không được ồn ào, trong một tiếng hừ lạnh, chỉ thấy Tuyên Anh lên tiếng, hắn là tiên vương tầng 9, sao có thể cho người ở trong động phủ của hắn hô đánh gọi giết, đặt hắn ở nơi nào. Trác Khải ngẩng đầu liếc mắt nhìn, chắp tay nói, bái kiến Tuyên Đại Nhân, hắn cũng không có quá nhiều kính nể. Bởi vì lão tổ của hắn chính là chuẩn thiên tôn, đừng xem so với tiên vương tầng 9 chỉ đi nhiều ra một bước, nhưng vượt qua một bước này là lớn kinh người. Tuyên đại nhân, cho ta chúc thể diện được không? Hắn nói, những người khác đều suýt chút nữa bật cười, một tiên vương tầng 3 nho nhỏ lại dám đòi tiên vương tầng 9 cho thể diện, thật là không có tự mình biết mình, cũng chỉ có thứ nhị thế tổ như Trác khải mới có thể làm được ra chuyện như vậy. Tuyên anh cũng bật cười, lắc đầu nói, chắc tiền bối lại có một hậu nhân như người, không biết có thể tức chết hay không. Hắn phất phất tay, đi đi, oanh, một nguồn lực lượng dâng lên, chắc khải không tự chủ được mà liên tiếp lui về phía sau, một đường lui ra động phủ, lúc này mới ngừng lại. Hắn hoán hận nhìn cửa lớn, cũng không có lại đi vào. Nếu một vị tiên vương tầng 9 lên tiếng, nếu hắn còn không thức thời, vậy chỉ có phần tự mình chuốc lấy cực khổ. Có điều, hắn nhất định sẽ không bỏ qua như vậy. Hắn giận dữ xoay người, nhanh chân rời đi, lang hàn lập tức thì thầm với nữ hoàng, ta đi một chút sẽ trở lại. Trên người Trác Khải lại có thứ tốt như xích hồng minh hỏa đan, vậy tuyệt đối không thể để cho hắn chạy như thế. Lăng hàn chạy ra ngoài, cảm ứng khí tức Trác Khải lưu lại một hồi, lập tức bay vọt mà đi. Mặc dù nơi này là vũ việt, nhưng quá to lớn, không phải hai ba bước liền có thể nhìn thấy một kiến trúc, nhìn thấy mấy người đi đường, không không không, nơi này một đỉnh núi nhiều lắm chỉ xây dựng hai, ba động phủ, người qua đường càng cực kỳ ít ỏi. Long xa tự nhiên là bị Trác Khải lấy đi, bởi vậy hắn đi rất nhanh nhưng tốc độ của lăng hàn càng nhanh hơn không lâu lắm liền nhìn thấy đại long kia lăng hàn vận chuyển quy tắc không gian sau mấy cái thuấn di cấp tốc rút ngắn khoảng cách đại long tốt xấu gì cũng là tiên vương lập tức cảm ứng được không đúng nó quay đầu lại nhìn phát hiện lại là lăng hàn khí thế hùng hổ mà đến toàn thân không khỏi run run một cái bốn chân như nhũn ra vội vã ngừng lại nó bị lăng hàn đánh sợ hơn nữa còn nhìn thấy khẩu vị của lăng hàn cực kỳ nặng vạn nhất bắt nó cùng một con hổ đực hùng được nào đó y y a a, sau này nó còn mặt mũi sống tiếp sao? Ra, con long này phát ra thần niệm, cực kỳ lấy lòng. Lăng Hàn xem thường, ở trong ấn tượng của hắn, long hẳn là cao cao tại thượng, nhảy lên cửu thiên, đâu thể nào nhu nhược như thế. Làm sao dừng lại, Trác Khải mở cửa xe đi ra, phát hiện đại long lại giả chết bất động, nhất thời tức giận, mà khi khóe mắt của hắn quét đến Lăng Hàn, toàn thân không khỏi run lên, lộ ra vẻ mặt vừa giận vừa sợ. Hắn tự nhiên hận chết Lăng Hàn, để hắn trở thành trò cười của tất cả mọi người, nhưng hắn cũng đồng dạng sợ lăng hàn, dưới thực lực tuyệt đối nghiền ép, hắn chỉ lo mình lại bị chỉnh nữa. Chắc thiếu, làm sao? Lại có một người đi ra, không phải vũ thi thì là ai? Hắn cũng nhìn thấy lăng hàn, không khỏi mặt đều tái rồi, nhớ tới những chuyện cũng nghĩ lại mà kinh kia, hắn hận không thể đào cái động chôn mình, vừa hận không thể xông tới giết chết lăng hàn. Nhưng cuối cùng, hắn ngậm miệng lại, dám cũng không dám thả. Lăng hàn nhoèn miệng cười ta cảm thấy xích hồng minh hỏa đan kia không tệ, không biết có thể bỏ đi yêu thích đưa cho ta hay không. Chắc khải suýt chút nữa chửi ầm lên, hắn lấy ra viên đan dược kia là vì trừng trị lăng hàn, nếu như bị lăng hàn cướp, vậy hắn lại tính là gì, cho kẻ thù thêm lực lượng. Oan đại đầu không phải làm như thế a, à? ta không cho, lẽ nào ngươi còn dám cướp sao? Chắc khải lớn tiếng nói, nhưng rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu. Lăng hàn lắc đầu, sai sai sai, ta chỉ là nhặt được một bình đan dược trên đất mà thôi, tuyệt không ăn cướp, ngươi không nên vô tội ta, bằng không ta thấy ngươi một lần đánh một lần. Trác Khải không hiểu, trên đất có thể nhặt được xích hồng minh hỏa đan sao. Một ý nghĩ chưa xong, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, oanh, hắn đã trúng một quyền, sau đó oanh, oanh oanh oanh, trọng quyền liên kích, quần áo trên người hắn lần thứ hai nổ tung, không gian thần khí cũng bị đánh nổ, bình xích hồng minh hỏa đan kia tự nhiên cũng rơi xuống đến trên đất. Trác Khải thế mới biết Lăng Hàn nói là có ý gì, hắn không khỏi thức điên, Lăng Hàn cũng khinh người quá đáng, Hắn nhất định sẽ cáo trạng lão tổ, xin mời lão tổ tông ra tay trấn áp người xấu này. Sau đó, hắn mới biết đưa tay che mình, ngăn trở hạ thể. Lăng Hàn lắc đầu, xem ngươi không hết lòng gian, còn phải lại chừng trị một lần. Cái kia, hắn nhìn về phía Vũ Thi, ngươi tên gì? Vũ Thi không đáp, chỉ làm ra thái độ đề phòng. Ha ha, chớ sốt sắng, lần này để ngươi làm công. Lăng Hàn ra tay, tóm tới Vũ Thi, tuy Vũ Thi cực lực chống lại, nhưng nơi nào chống được bị Lăng Hàn dễ dàng bắt, dưới lực lượng rung động, hắn cũng lần thứ hai trở nên trần chuông. Không, hai đại nam nhân đều vặn vẹo cái mông, phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lăng Hàn cười ha ha, trước tiên ném chắc khải lên xe ngựa, sau đó cho vũ thi đi vào, để cho hai người gấp thành một đoàn, hắn dở lại cho cũ, điểm một chỉ, để bọn họ đau đến gầm rú, có quy luật vặn vẹo thân thể. Nhất thời, xe ngựa bắt đầu lắc lư, Lăng Hàn còn rất săn sóc mà đóng cửa xe lại, Đại Long chỉ lặng lẽ nhìn Lăng Hàn, thấy ánh mắt của Lăng Hàn quét tới, sợ đến nó vội vã xoay chuyển trở lại. Ngoan ngoãn chờ ở đây, bằng không lần sau ta liền hầm ngươi. Lăng Hàn cảnh cáo nói, Đại Long vội vàng gật đầu, nó có thể thấy, hai mắt Lăng Hàn phát sáng, khóe miệng có nước miếng chảy ra, đây là một kẻ tham ăn hết sức nổi bật, tuyệt không phải đang dọa nó mà thôi. Lăng Hàn nhặt xích hồng minh hỏa đan lên, sau đó xoay người rời đi, chờ sau đó tiệc rượu tản, mọi người lại sẽ thấy xe Trần A hắn trở lại động phủ của Tuyên Anh, cùng nữ hoàng ngồi chung một chỗ, lúc này Tuyên Anh đang nói đến sự tình vực ngoại đại chiến, để Lăng Hàn rất nhanh nghe đến mê mẩn. Cái này cùng hắn tưởng tượng có chút không giống, chương 2826, thương lược một Cuồng loạn hóa thành một vị diện, bởi vậy nó phát động chính là chiến tranh vị diện, lực lượng của bản thân chủ yếu ở chân áp viêm xương vị diện, nhưng nó quá mạnh mẽ, một ý nghĩ liền có thể sinh ra vô số cường giả. Bởi vậy, kỳ thực các cường giả là đang chống lại thần niệm của cuồng loạn cuồng loạn mạnh mẽ đã vượt qua phạm trù của thất bộ thiên tôn nó là chúa tể của thiên địa chân chính hơn nữa còn thôn vệ nhiều vị diện chỉ là siêu vị diện cao đẳng thì có ba cái quá mạnh mẽ lang hàn từng làm chúa tể thiên địa rõ ràng nhớ tới lúc đó hắn chỉ cần một ý nghĩ động có thể diễn hóa ra bất kỳ sinh linh gì chỉ cần cấp độ lực lượng không vượt qua giới hạn thiên địa cuồng loạn đương nhiên cũng có thể như vậy hơn nữa càng mạnh mẽ hơn nó điều động cường giả có thật nhiều đạt đến lục bộ thiên tôn then chốt là nó là một vị diện lực lượng không hết, lục bộ thiên tôn chết nhiều hơn nữa cũng không có chuyện gì, có thể điều động vô tận. Đương nhiên, ngoại trừ lục bộ thiên tôn ra, còn có ngũ bộ, tứ bộ thiên tôn, thậm chí còn có tiên vương tầng 9, hình thành một chi đại quân, chủ yếu là công phá phòng ngự, tiến vào viêm xương vị diện đại sát một mạch. Một vị diện mạnh mẽ, ở mức độ rất lớn do sinh linh trên vị diện này đến quyết định, nếu như giết sạch viêm xương vị diện, như vậy cuồng loạn liền có thể dễ dàng cắn nuốt vị diện này. Vực ngoại chiến trường cực kỳ nguy hiểm, hơi một tí sẽ ngã xuống, nhưng cùng lúc cũng tràn ngập cơ duyên, bởi vì chỉ cần đánh giết cuồng loạn tạo vật, có khả năng từ trong di hài đạt được chỗ tốt, thúc đẩy tu vi tăng lên, thậm chí đột phá thiên tôn. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao rất nhiều tiên vương tầng 9 sẽ đi vực ngoại chiến trường, đương nhiên, số lượng tiên vương chết trận cũng nhiều đến kinh người, nhưng vì một tia hy vọng, lại để càng nhiều tiên vương tầng 9 nhào tới nối nghiệp. lang Hàn say mê trông ngóng, nhưng nơi kia chỉ có tiên vương tầng 9 mới có tư cách đặt chân hiện tại hắn đi, hoàn toàn chính là chịu chết. Vẫn là chờ một thời gian đi, Lăng Hàn đè xuống xung động trong lòng, kế tiếp Tuyên Anh liền chủ đạo tiệc rượu, cổ vũ mọi người đi lại lẫn nhau, tiến tới hôn nhân. Đi thôi, nữ hoàng lôi kéo tay của Lăng Hàn, hai người ra động phủ, đi tới nơi ở của nữ hoàng. Nhu yêu nữ cũng không ở nơi này, nàng có động phủ của mình, hơn nữa trạng thái còn đang bế quan, xung kích tầng 3, bởi vậy Lăng Hàn không có đi quấy giày, mà hổ nữ thì đã rời vũ viện, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về. Đó là một vị tứ bộ thiên tôn, phong hào khổ thiện. Nữ hoàng nói, lăng hàn gật gù, hắn lấy ra xích hồng minh hỏa đan. Ta muốn nghiên cứu loại đan dược này, nếu có thể nghịch hướng phân tích ra thành phần. Đúng rồi, ngõ lý đâu? Ngõ lý cũng theo chu hằng đi tới viêm xương vị diện, điểm ấy lăng hàn từ trong tin tức đám người hổ nữ, vũ hoàng lưu lại biết được. Nữ hoàng buông tay, biểu thị không biết, người ngạo kiều như nàng, sẽ để ý ai 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 ở nơi nào sao? Lăng Hàn chỉ có phần không nói gì, đây tuyệt đối là thê tử của hắn, thật trăm phần trăm. Chính hắn nghiên cứu xích hồng minh hỏa đan, hẳn có thể luyện chế, đối với đám người bọn họ có trợ giúp rất lớn. Một ngày đi qua, trong vũ viện lập tức nhiều hơn rất nhiều tin đồn thú vị. Tỷ như, một mãnh nhân gọi Lý Tứ, ở trong cửa tuyệt trận bạo đánh tiêu anh hùng, hơn nữa còn là hai lần. Lại tỷ như, loạn tinh nữ thần đột nhiên danh hoa có chủ, mà ra hỏa may mắn lại bị vô số người đố kỵ, nguyền rủa kia. Lại chính là Lý Tứ, lại tỷ như, trong vũ viện không biết lúc nào đột nhiên phát lên nam nam chi phong, mà người thứ nhất bị lộ ra ánh sáng chính là kẻ ngốc chắc ra cùng vũ thi, càng hoang đường chính là, hai người này lại còn đánh giã chiến. Lại càng hoang đường chính là, hai người này không chỉ làm một lần, mới vừa bị người vạch trần lộ ra ánh sáng, trong nháy mắt lại chơi xe chấn. Người ở động phủ của mình chơi cũng coi như thôi, nhưng bây giờ đứng ở ven đường, ai trải qua không nhìn thấy chấn động có quy luật kia, còn có từng trận âm thanh hổ gầm. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Đương nhiên, sự tình chắc khải chính là trò cười, nhưng loại chuyện này lại có tiềm lực truyền bá nhất, chỉ một ngày liền truyền khắp toàn bộ vũ viện, không biết sau này truyền tới chỗ chắc binh chắc lão gia tử, có thể làm hắn tức chết hay không. Lăng Hàn đang chuyên tâm nghiên cứu xích hồng minh hỏa đan, nhưng chỉ sau một ngày, hắn liền bị nữ hoàng kêu lên. Có người, không, có cho đến bái phòng hắn. Đại hắc cầu ra dáng ngồi ở trong đại sảnh, trong tay bưng chén trà, dáng dấp cao thâm khó giỏ, rất có phong thái thần côn. Tiểu hàn tử, mau tới bóp chân cho ra ra. Đại hắc cầu căn bản không cần quay đầu lại, nó là tiên vương tầng 9, thần thức đương nhiên mạnh mẽ. lang hàn kinh ngạc, ngươi là làm sao nhận ra ta? Hắn tu luyện khi thiên thuật, ngay cả thiên sinh cũng không có phát hiện tình huống khác thường. Diếu cợt, đại hắc cầu xem thường, bản tọa đối với người còn không biết sao ngày hôm qua vừa nghe nói sự tình của trác khải cầu gia liền lập tức nghĩ đến đây là cháu trai xui xẻo bị người trình trên đời này có thể nghĩ ra loại phương pháp chỉnh người này ngoại trừ bản tọa tin tưởng cũng chỉ có tiểu bại hoại ngươi được bản tọa chân truyền Lăng hàn không khỏi bật cười còn đại Hắc cầu này chính là tổ tông chỉnh người nhận người lại cũng thông qua thủ đoạn chỉnh người ngươi ở đây cũng được sau này ta gặp chuyện ngươi giúp ta giải quyết hắn cười nói không thành vấn đề đại Hắc cầu vỗ vỗ ngực cực kỳ nghĩa khí, Lang Hàn chậm chậm nói. Nghe nói chắc ra lão tổ chính là chuẩn thiên tôn. Hích, bụng của cậu gia đột nhiên có chút không thoải mái. Ngày hôm qua thật giống như ăn sâu thịt trâu quá thời hạn. cậu gia đi tìm tên kia tính sổ, lại dám bán vật như vậy cho cậu gia. Đại hắc cầu lập tức trở tới trên đất, sau đó thuận thế đi ra ngoài. Cái con chó chết này, thực sự là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, không cứu được. Lang Hàn vội vã ngăn cản nó. Ngươi không thể có chút cốt khí sao? Phi! cốt khí là cái gì, có thể ăn sao? Đại hắc cầu chẳng biết xấu hổ, nó chưa từng cần mặt a. À. Lam hàn thở dài, Trác binh ở vực ngoại chiến trường, trong thời gian ngắn là không thể trở về. Chương 2827, thương lượng 2. Ô, sao cái bụng của cầu gia không đau nữa nhỉ? Đại hắc cầu sờ sờ bụng, cầu gia không hổ là tiên vương tầng 9, tồn tại tương lai nhất định trở thành thiên tôn, tố chất thân thể thực sự là tốt. Lăng Hàn cho nó một ngón giữa, sau đó nghiêm mặt nói: Hiện tại tam giới tháp rơi xuống trong tay thiên sinh, nghĩ một biện pháp cầm về đi. Đây là di vật cuối cùng của duyên sinh thiên tôn, tuyệt đối không thể rơi xuống tay người khác. Đại hắc cầu cũng biến thành chính kinh nói. Tuy bản tỏa có thể trấn áp tên tiểu tử kia, nhưng thứ nhất phú viện có quy tắc, bản tỏa không thể công nhiên ra tay. Thứ hai, tiểu tử kia là tiên kim hóa thân, ngay cả cầu ra cũng không phá được phòng ngự của hắn, muốn cướp đoạt tam giới tháp về, khó. Lăng Hàn cũng biết điểm ấy, chậm rãi gật đầu nói. Có điều, thiên sinh là nhất định phải giải quyết. Hơn nữa, ta ở trên tiên lộ cùng hắn chiến đấu, thời khắc sống còn là tàn niệm của duyên sinh thiên tôn xuất hiện, loạn tâm thần của hắn, đoàn người chúng ta mới có thể chạy trốn. Duyên sinh đại nhân, đại hắc cầu nhất thời kích động, đi, cầu ra lập tức đi làm thịt tiểu tử kia, cứu duyên sinh đại nhân ra. Nhìn dáng dấp kích động của nó, lăng hàn âm thầm gật đầu, chỉ ít ở thái độ đối với duyên sinh thiên tôn, đại hắc cầu vẫn cực kỳ trung thực, không có ô nhục phẩm đức của chó. Gâu, ánh mắt của tiểu tử ngươi là có ý gì, có phải là ở trong lòng mắng cẩu ra không? Đại hắc cầu cực kỳ mẫn cảm, lang hàn đàng hoàng trịnh trọng, đang khen ngợi ngươi đấy. Sau đó, hắn hơi trầm tư, thiên sinh này, chính là hóa thân của tiên vực vị diện, có thể nói người dưới thiên tôn đều không thể làm gì được hắn. Dưới quy tắc vị diện, tiên vương tầng 9 chính là trình độ cao nhất, tuy thiên sinh là thiên địa mở cửa sau sáng tạo ra, nhưng nếu thiên địa có thể thật thích làm gì thì làm, vậy còn có thể có thiên tôn sinh ra sao? lực lượng thiên địa vô tận, nhưng có quy tắc ràng buộc, đây là quy tắc vận chuyển của nguyên thế giới, không thể đảo ngược. Vì lẽ đó thiên sinh là rất yêu nghiệt, nhưng không thể yêu nghiệt đến tình trạng không giới hạn. Chẳng lẽ phải trở thành thiên tôn mới có thể giải quyết hắn? Đại hắc cầu có chút nôn nóng, mặc dù nói nó cùng lăng hàn đều có khả năng thành thiên tôn, hơn nữa ở trên viêm xương vị diệt, khả năng này còn có thể cao hơn, nhưng kia khẳng định là chuyện vô số năm sau này. Muốn thành tựu thiên tôn, mấy kỷ nguyên lắng động là chút lòng thành. Phải đợi lâu như vậy, Đại Hắc Cẩu ngồi không yên. Lăng Hàn cũng trầm tư nói, muốn đối phó Thiên Sinh, đầu tiên phải phá giải thể phách của hắn, nhưng ngoại trừ Thiên Tôn, còn có cái gì có thể phá tiên kim? Hắn nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, Đại Hắc Cẩu cũng nhìn về phía hắn, một người một chó gần như cùng lúc đó nói. Thiên Tôn bảo khí, tiên kim cùng tiên vương cùng cấp, như vậy muốn phá hoại tiên kim cũng chỉ có cấp độ trên tiên vương. Lăng Hàn lấy ra tiên ma kiếm, vậy chuyện thứ nhất chúng ta phải làm chính là để thanh tiên kiếm này tăng lên tới cấp bậc thiên tôn. T, vậy cần số lượng tiên kim kinh người A, đại hắc cầu nhe răng, lang hàn nhoẻn miệng cười, vậy thì phải xem ngươi, tại sao là bản tọa, rõ ràng được lợi chính là tiểu tử ngươi, trừ khi ngươi đưa thanh kiếm này cho bản tọa. Đại hắc cầu vô liêm sỉ nói, lang hàn liền nói, thứ nhất ngươi là tiên vương tầng 9, thực lực mạnh mẽ, trên đời này người có thể tranh giành với ngươi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thứ hai, ngươi là chó, mũi chó linh như vậy, tìm kiếm tiên kim đương nhiên. Gâu, bản tỏa cắn chết ngươi. Đại hắc cầu giận dữ, lập tức nhào ra. Lăng Hàn đương nhiên không thể là đối thủ của tiên vương tầng 9, vội vã ngừng chiến, sau đó nói. Ngõa lý ở chỗ của ngươi đi, ta có việc tìm hắn. Đúng rồi, ngươi hiểu rõ lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới ra sao rồi. Đại hắc cầu đầy mặt phiền muộn, khó, quá khó khăn. Bước thứ nhất của thiên tôn là từ lực lượng độc nhất vô nhị của một vị diện bắt đầu, nhưng mô hình của ngõa lý là nhằm vào sáu đại lực lượng bản nguyên, trực tiếp từ bước thứ hai bắt đầu, vì lẽ đó tiên vương tầng 9 như đại hắc cầu liền bối rối. Đại hắc cầu mang theo lăng hàn đi tìm ngõa lý, mặc dù ngõa lý là chiến binh, nhưng bởi vì nắm giữ ý thức của mình, hắn cũng có thể tính là sinh linh tồn tại độc lập, vì lẽ đó được Chu Hằng mang đến nơi này, coi như một thành viên của vũ viện. Lúc trước hắn là làm sao xông qua cửu tuyệt trận, chính là một đường chạy, chịu đòn đi qua, hết cách rồi, thân thể của hắn là dùng siêu huyền vật liệu làm thành, nắm giữ năng lực tự mình hồi phục kinh người, hầu như là không hư. Nhiều năm như vậy, hắn liên tục hấp thu tri thức của viêm xương vị diện, lúc trước tuy hắn đi tới vị diện cao đẳng, nhưng hiển nhiên còn chưa có tư cách đi vị diện siêu cao đẳng. Thời điểm đại hát cầu cùng lăng hàn đến, hai mắt của ngõ lý phát quang, còn đang hấp thu tri thức, một bên khác thì chiêu đãi hai người, không chút làm lỡ nào. Phân tích cho ta viên đan dược này một chút, Lăng Hàn lấy ra xích hồng minh hỏa đan đưa tới. Ngõ Lý không có từ chối, tiếp nhận đan dược, nhưng nghiêm mặt nói. Người nợ ta ba khối tiên kim, mời thứ này ra tay thực là phá sản. lang Hàn ở trong lòng nhổ nước bọt, nhưng ngẫm lại người ta là tập hợp tinh hoa của một vị diện mấy trăm kỷ nguyên, lệ phí di chuyển cao chút cũng có thể lý giải. Ngõ Lý tạm thời dừng lại hấp thu tri thức, bắt đầu phân tích viên đan dược kia, sau một ngày, hắn mới liệt ra hết thảy vật liệu, cũng đưa ra ba cái đan phương, hơi có xê dịch, đây là căn cứ thành đan phản đoán ra được. Xích Hồng Minh Hỏa Đan đã thất truyền, đây là đan phương ta thông qua tàn phương cùng thành dược bù đắp, tỷ suất chính xác phân biệt là 91%, 87% cùng 83%. Ngõa Lý đầy mặt nghiêm nghị, hắn từ sáng đến tối chính là dáng dấp kia, muốn nhìn hắn cười một cái khó như lên trời. Đại Hắc Cẩu ở một bên trêu ghẹo, ngõa ngõa cười cho cậu ra một cái. Ngõa Lý nhếch miệng cười, nhất thời, môi trên lục lọi, môi dưới xuống sụp, lộ ra hai hàm răng hoàn chỉnh. Người đây là cười sao? dọa quỷ còn được. Đại hắc cầu vội vã đong đưa móng vuốt, cầu ra đã dạy người bao nhiêu lần, muốn cười thì cười, không cười thì đừng cố. chương 2828, xét nhà, ngõ lý ngơ ngác, nói đến phân tích, hắn cực kỳ thạo nghề, nhưng ở phương diện làm người, hắn chính là ngớ ngẩn. Lăng hàn cười ha ha, vỗ vỗ vai của đại hắc cẩu. Không nên miễn cưỡng hắn, ta xem cái đàn phương này cần dùng rất nhiều đại dược, hiện tại ta trong túi khó xử, căn bản không mua được vật liệu, nếu không, chúng ta đi làm bút buôn bán lớn a. Cắt, cầu ra lại không có lợi, không đi. Đại Hắc cầu lập tức từ chối. Lang Hàn chậm chậm nói, đi tịch thu nhà của Thiên Sinh, có làm hay không? Được, Đại Hắc cầu lập tức tinh thần tỉnh táo. Lang Hàn gật đầu, mang theo Ngõ Lý, phá trận phải nhờ vào hắn. Một người một chó đồng thời nhìn về phía Ngõ Lý, nhưng Ngõ Lý đầy mặt mờ mịt, tuy hắn không thông nhân tình, nhưng vẫn cảm thấy vẻ mặt của một người một chó này có chút khiếp người, tràn đầy không có ý tốt thiên sinh là thiên địa xúc tích, thiên phú kinh người, sau khi đi tới vũ viện có người nói có thiên tôn tranh nhau muốn thu hắn làm đồ đệ, phỏng chừng được ban thưởng không ít bảo vật, nếu như có thể càn quét động phủ của hắn, thu hoạch tất nhiên kinh người. Có điều, toàn bộ vũ viện đều ở dưới khống chế của thiên tôn, nếu như công nhiên ăn trộm, vậy nhất định sẽ bị bắt lập tức. Vì lẽ đó điều này cần ngõ lý hỗ trợ, có thể để cho bọn họ lừa dối qua ải. Ba người bọn hắn tuyệt đối là đạo tặc trời sinh, do ngõ lý phụ trách che giấu dấu vết, phân tích, phá giải cấm chế, dễ như ăn cháo liền phá vào động phủ của thiên sinh, mà có đại hắc cầu ra tay, ngay cả thiên sinh cũng không cách nào phát hiện bọn họ. Lăng Hàn cùng đại hắc cầu tìm được kho báu, lập tức quét sạch. Tại sao thiên sinh không thu bảo vật vào trong hắc tháp? Đơn giản A, à, hắc tháp đã sớm không thể dùng, cần lực lượng của thiên tôn mới có thể khôi phục, trước thiên sinh cũng chỉ là để hắc tháp lớn lên, xem là binh khí đến đập người, cái uy năng khác là không cách nào vận dụng. Còn có tiên kim, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn lại ở đây phát hiện một khối tiên kim của ta ngõ lý lập tức nói hắn tiên hóa liền cần tiên kim hoặc quyển trục vị diện ngươi ngay cả quyển trục vị diện cũng không có tiêu hóa hết vội vã cái gì trước tiên ghi nợ lang hàn lập tức nói quy về bản tọa cầu ra vẫn không có một binh khí tiện tay đại hắc cầu cũng chảy nước miếng lang hàn kỳ quái ngươi làm sao có thể ngay cả tiên khí cũng không có tiên vương tầm thường không có tiên khí rất bình thường nhưng đại hắc cầu là tầng 9 cái này còn không có tiên kim sao. Khỏi nói, lúc trước bản tỏa trọng thương, bị ép niết bàn, không để mang vật ngoài thân, tiên khí phỏng trừng cũng bị người cướp đi luyện lại. Đại hắc cầu phiền muộn nói, lăng hàn cười ha ha, không nghĩ tới người cũng có thời điểm chịu thiệt, còn không phải tên khốn kiếp cửu ngũ thiên tôn kia, chờ cầu ra đột phá, nhất định phải chặt đầu chó của hắn. Phi phi phi, chặt đầu của hắn làm cầu đá. Đại hắc cầu vô vùng bực bội nói, lăng hàn gật đầu, lấy tính tình của đại hắc cẩu có thể làm cho nó ăn vị đắng cũng chỉ có thiên tôn tiên kim này vẫn để cho tiên ma kiếm thôn vệ đi hắn nói dù sao cũng là tang vật không thấy được ánh sáng tuy đại hắc cầu bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ đành đồng ý cũng còn tốt bảo vật của thiên sinh cũng không ít nó được chia vài cây tiên vương đại dược cho dù nó ăn đã không có tác dụng gì nhưng nó làm thế nào cũng phải mò chút gì a à. con chó chết này xưa nay không làm mua bán lỗ vốn bọn họ lui lại trở lại lập tức chia cắt tang vật, ngay lập tức tiêu diệt hết. Không quá hai ngày, thiên sinh liền phát hiện kho báu bị trộm, tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, bởi vì tổn thất quá lớn, ngay cả vũ viện cũng tham dự điều tra, nhưng ngay cả thiên tôn cũng không có phát hiện dị dạng, việc này cũng chỉ có phần sống chết mặc bay. Đại hắc cầu xui khiến Lăng Hàn, qua mấy ngày có phải lại làm một chuyến không? Nhưng Lăng Hàn lắc đầu, loại buôn bán này có lần một nhưng không thể có lần hai, ở dưới mí mắt của thiên tôn làm chuyện xấu, một lần là nhân lúc chưa sẵn sàng, thật coi thiên tôn là bài trí sao. Thuật lừa gạt của ngõ lý có thể nhất thời kiến công, kia là thiên tôn căn bản không có quan tâm, nhưng hiện tại còn muốn gây án. Chỉ có phần tự chui đầu vào lưới, lại nói, thiên sinh mới vừa bị tóm lấy về nhà một lần, hiện tại lại đi có thể đạt được cái gì. Dê, phải nuôi béo lại giết, đại hắc cầu nói cũng chỉ là nhất thời nổi hứng, nó mới là tổ tông của đạo tặc, làm sao không biết đạo lý này. Nó muốn chu du thiên hạ, Trước tiên chế tạo một tiên khí cho mình, sau đó tìm đủ nhiều tiên kim cho tiên ma kiếm thôn phệ, giải cứu duyên sinh thiên tôn chính là nguyện vọng lớn nhất của nó hiện tại, thậm chí vượt qua chính nó trở thành thiên tôn. Lăng Hàn bắt đầu luyện chế Xích Hồng Minh Hỏa Đan, vật liệu vẫn không quá đủ, Lăng Hàn chỉ luyện ra một viên Xích Hồng Minh Hỏa Đan, hắn suy nghĩ một chút, không có tự mình dùng, mà là dự định lấy ra bán, đổi đến càng nhiều vật liệu, luyện chế ra càng nhiều đan dược. Hắn thả ra tin tức, bán ra một viên Xích Hồng Minh Hỏa Đan rất nhanh đưa tới rất nhiều người hứng thú có ý tứ chính là trước đó trác khải từng lấy ra đan dược như vậy triệu hoán mãnh nhân nỗ lực giết chết lăng hàn hiện tại lăng hàn lấy ra xích hồng minh hỏa đan có phải là đánh cướp trác khải hay không nhưng viên đan dược kia trải qua giám định chứng minh là vừa mới luyện chế ra cùng trác khải không có chút quan hệ lăng hàn nhân cơ hội thả ra tin tức hắn chính là ngũ tinh đan sư có thể luyện chế đại đan cấp tiên vương đương nhiên thu phí cũng không ít đây mới là mục đích thực sự của Lăng Hàn, đan sư rất kiếm tiền, đặc biệt là đan sư cấp cao, mỗi lần thay người luyện đan sẽ thu lấy phí dụng kinh người, mà nếu tự mình luyện đan thì sẽ cầm bán đấu giá. Lăng Hàn càng muốn thay người luyện đan, sau đó thu lấy tiên vương đại dược làm thù lao, như vậy không cần luyện mấy lần, hắn liền có vật liệu luyện chế Xích Hồng Minh Hỏa đan mới. Lần này, hắn là thả con tép, bắt con tôm. Quả nhiên, qua mấy ngày thì có người câu thông với hắn, mời hắn hỗ trợ luyện chế đan dược cũng chỉ có một người, không có cảnh tượng đoàn người núi liền không dứt, cái này rất bình thường, ai biết đan thuật của Lăng Hàn như thế nào, vạn nhất làm hỏng vật liệu thì làm sao bây giờ? Chương 2829, lại có thêm tiến bộ. Người thứ nhất này cũng thật gan lớn, Lăng Hàn chuẩn bị vài ngày mới bắt đầu luyện đan, rất nhanh thì luyện thành đan dược, hơn nữa phẩm chất còn cực kỳ cao. Người kia vui mừng rời đi, tin tức truyền ra, ngày thứ hai thì có ba người phân biệt lại đây, mời Lăng Hàn hỗ trợ luyện đan lăng hàn bắt đầu bận bịu tiên vương đều cực kỳ giàu có đắc đạo càng lâu xuất thân đương nhiên càng kinh người để hầu bao của lăng hàn bắt đầu phồng lên hắn nắm giữ thời gian tiên thể luyện chế một lò tiên dược chỉ cần mấy canh giờ hiện thực tốc độ kiếm tiền đương nhiên kinh người tiếng tăm của lăng hàn càng lúc càng lớn người nhờ hắn luyện đan cũng càng ngày càng nhiều tỷ lệ thành đan thật kinh người hơn nữa theo hắn luyện chế số lượng đan dược tăng nhanh phẩm chất thành đan cũng vững bước tăng lên tất cả mọi người đều biết trong vũ viện ra một vị đan vương tài ba. Ba năm sau, nhu yêu nữ xuất quan, nàng thành công đột phá đến tầng ba. Biết được Lăng Hàn đến, nàng tự nhiên đại hỉ, mà tiểu khủng cũng rốt cuộc nhìn thấy Lăng Hàn, lập tức vọt tới, oanh một hồi, suýt chút nữa và bay Lăng Hàn. Bây giờ lực lượng của tiểu gia hỏa thật đáng sợ, tu vi tầng năm, nhưng lực lượng bay thẳng tầng sáu đỉnh cao, tự nhiên đụng đến Lăng Hàn nghe răng. Lăng Hàn cười ha ha, ôm tiểu khủng lên, tên tiểu tử này càng ngày càng lớn, ăn hẳn rất ngon miệng a. À. Đại hắc cầu xuất hiện, nhìn tiểu khủng chảy nước miếng. Như thế nào cùng hổ nữ một đạo đức, ngươi được bao nhiêu tiên kim? Lang Hàn hỏi, phi, ngươi cho rằng tiên kim là rau cải trắng sao, muốn thì có. Đại hắc cầu lập tức kêu lên, cầu ra trở về hóng mắt một chút, không được sao. Lăng Hàn đầy mặt hoài nghi, có phải ngươi xông họa gì, cố ý chạy về tránh nạn không? Đại hắc cầu lập tức đánh cái ha ha, con người chuyển liên tục. Cái con chó chết này quả nhiên không phải loại an phận, khắp nơi gây rắc rối, may nhờ nó là tiên vương tầng 9, bằng không đã bị đánh chết rất nhiều lần. Nó lung tung nói vài câu liền thôi, nhưng lần này có khả năng gây họa không nhỏ. Lăng Hàn không để ý đến, hắn lấy ra xích hồng minh hỏa đan, phân cho nữ hoàng, nhu yêu nữ, sau 3 năm, hắn cũng mới luyện ra được 3 viên. Phải biết, một viên xích hồng minh hỏa đan liền có thể làm cho tiên vương dưới tầng 5 đánh vỡ đầu đi cướp. 3 năm liền luyện ra 3 viên, cái này cực kỳ kinh người. Bọn họ uống thuốc, sau đó bắt đầu luyện hóa, đại đan cấp bậc tiên vương, luyện hóa cực kỳ chậm. Ròng rã 1 năm sau, Lăng Hàn mới luyện hóa xong xuôi, mà cái này vẫn là hắn vận dụng thời gian lưu gia tốc, bằng không làm sao cũng phải một ngàn năm. Tiến bộ hết sức rõ ràng, hắn nguyên bản là tầng 3 sơ kỳ, hiện tại lập tức đạt đến hậu kỳ. 10 tỷ năm khổ tu chỉ như thế, trên thực tế, đan dược tăng lên cũng sẽ không tính toán trên thời gian lưu gia tốc lấy lăng hàn ngàn lần thời gian lưu gia tốc đến tính một viên xích hồng minh hỏa đan cũng chỉ tiết kiệm hắn ngàn vạn năm khổ tu vì lẽ đó tiến bộ như vậy cũng hợp tình hợp lý trong thời gian ngắn là không thể lại dùng xích hồng minh hỏa đan lăng hàn thân là đan sư đối với hiệu quả của đan dược mẫn cảm nhất trong cơ thể có độc tố do đan dược lưu lại không chờ những độc tố này tan hết lần thứ hai dùng xích hồng minh hỏa đan sẽ có vấn đề lớn hắn tỉ mỉ kiểm tra kỳ thực những độc tố này là quy tắc nhưng cấp độ rất cao, lấy năng lực của hắn còn không cách nào một hơi phá tan, nhất định phải dựa vào công phu mài từ từ, bởi vậy tốn thời gian cực kỳ dài. Lăng Hàn xuất quan, nữ hoàng cũng rất nhanh đi ra, nàng cũng là thái trụ vô cực thể, thời gian lưu ra tốc tương đương Lăng Hàn, nhưng nhu yêu nữ không được. Không lâu sau đó, Kỳ vô danh lại đây bái phỏng, hắn thuần nhất liền nói ra thân phận thực sự của Lăng Hàn. Lăng Hàn không khỏi phiền muộn, hắn vốn có tự tin có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Ha ha thiên phú võ đạo yêu nghiệt như thế, hơn nữa còn là đan đạo đại sư, người như vậy cũng không nhiều. Kỳ vô danh nói, hơn nữa, ta không tin người sẽ dễ dàng chết như vậy, vì lẽ đó suy đoán một chút liền đoán được. Cũng còn tốt, thiên sinh chỉ đánh với hắn một trận mà thôi, không biết hắn, bằng không cũng có thể đoán được hắn không chỉ không chết, hơn nữa đã đi tới vũ viện. Không chỉ kỳ vô danh, còn có đám người gì, nhiêm tiên lộ cũng trước sau lại đây, bọn họ đều có suy đoán như vậy, lang hàn tuyệt đối không thể chết ở tiên vực vị diện, chỉ là không biết hắn lúc nào sẽ tới đây. Còn có 9 đạo thiên địa bản nguyên hóa thân, bọn họ cùng đám người nữ hoàng chung một chỗ đến, thiên địa bản nguyên đương nhiên tư chất thượng thừa, tốc độ tu luyện kinh người, hiện nay 9 người đều là tiên vương tầng 5. Chỉ là thành cũng bản nguyên, bại cũng bản nguyên, bọn họ muốn đột phá thiên tôn hầu như là chuyện không thể nào, bị ràng buộc ở trên tầng thứ quy tắc này. Cuộc sống yên tĩnh rất nhanh bị đánh phá, bởi vì Tiêu Anh hùng lại tới nữa rồi. Vào cửu tuyệt trận tái chiến, hắn khởi sướng khiêu chiến. Lăng Hàn kinh ngạc, tại sao thứ này nhanh như vậy lại tới nữa, là ăn thiên tài địa bảo gì, sức chiến đấu lập tức bay vọt, bằng không tại sao có thể có lòng tin như vậy. Được, hắn gật đầu, đánh nhau cùng cấp, hắn không sợ bất luận người nào. Sau ba ngày, Tiêu Anh Hùng nói, lần này khiêu chiến rất nhanh đã kinh động Vũ Việt, dù sao cũng là sức chiến đấu của thiên kiêu bảng, không chỉ học viên khóa này cảm thấy hứng thú, ngay cả khóa trước, khóa trước đó cũng có không ít người quyết định đi quan chiến. Ba ngày trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn đi tới cửu tuyệt trận, đi tới địa phương, hắn không khỏi nhe răng, người cũng quá nhiều đi, đông nghịt một mảnh, hơn nữa không chỉ người, còn có bán nhân, đầu dê, đầu lừa. Trùng tộc gì cũng có, bây giờ viêm xương vị diện, hội tụ hết thảy trùng tộc thiên tài của nguyên thế giới, là một món thập cẩm. Tiêu Anh Hùng đang đợi, ngồi xếp bằng ở trên đất, trên đùi bầy đặt một thanh kiếm, nhưng không có ra khỏi vỏ, như tiềm long tại huyên, vừa ra khỏi vỏ liền có thể kinh động thiên hạ. Vượt ải là không thể vận dụng bảo khí, nhưng hắn chỉ mượn cử tuyệt trận cùng Lăng Hàn công bằng chiến một trận. Ngươi đến rồi, tiêu anh hùng trầm giọng nói. Lăng Hàn mỉm cười, đây chính là dựa vào của ngươi sao. Hắn chỉ vào kiếm của đối phương, chương 2830, tiêu anh hùng mời. Đánh qua liền biết, Lăng Hàn cười ha ha, đi vào trong tầng đại trận thứ ba của cửu tuyệt trận. Hắn sẽ không đắc ý vinh váo, đối phương kém hắn chỉ là không có kiêm tu thể thuật, chỉ luận lực lượng quy tắc, đánh nhau cùng cấp thật không kém hắn, hoặc chỉ kém chút xíu. Đi vào tầng đại trận thứ tư giao thủ, thế yếu của hắn quá to lớn. Tiêu Anh hùng cũng đi vào, cùng Lăng Hàn đứng song song. Không ra tay sao? Lăng Hàn kinh ngạc, Tiêu Anh hùng tùy ý múa kiếm, vỏ cũng không có ra nói. Không cần, Lăng Hàn cười ha ha, xem ra luận bàn là giả, có mục đích khác a. À. Thông minh, Tiêu Anh hùng tán thán một tiếng, quả thật có sự tình cùng ngươi thương lượng. Lăng Hàn kinh ngạc hắn cùng tiêu anh hùng trong lúc đó có thể có chuyện gì thương lượng hắn trầm ngâm một hồi mới nói mời nói mấy người chúng ta phát hiện một di tích viễn cổ hy vọng người có thể cùng một chỗ tham dự tiêu anh hùng nghiêm nghị nói lăng hàn nha một hồi có chuyện tốt như vậy lại sẽ nghĩ tới ta hắn cùng tiêu anh hùng không chỉ không phải bằng hữu trái lại là tình địch đương nhiên đây là cái nhìn của tiêu anh hùng muốn nói có chuyện tốt gì đó làm sao có khả năng đến phiên lăng hàn tiêu anh hùng hừ một tiếng nếu không cần phải, người căn bản không thể vô duyên vô cớ thu được cơ hội như vậy. Đó là bởi vì muốn mở ra di tích, cần dùng máu của rất nhiều siêu cấp đế tinh tiến hóa lũy thừa đạt đến 11, hiện nay số lượng của chúng ta còn chưa đủ. Lăng Hàn không khỏi suy tư, lời này là thật hay giả, có phải là nhằm vào hắn bày xuống một sát cục hay không? Phải biết, rời đi vũ viện liền không thể có thiên tôn tỏa chấn. Ta cần càng nhiều tư liệu liên quan tới di tích này. Lăng Hàn nói. Cầm, tiêu anh hùng ném lại đây một khối ngọc phù. Sớm biết ngươi sẽ yêu cầu như thế, cầm nghiên cứu đi, sau ba ngày, ta lại tới tìm ngươi. Lăng Hàn tiếp nhận ngọc phù, tiêu anh hùng xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Nở nụ cười, Lăng Hàn cũng ra đại trận, vừa vặn nhìn thấy tiêu anh hùng bay lượn mà đi, mọi người bốn phía lơ ngơ, lần này chiến đấu ai thua ai thắng, tại sao nhanh như vậy liền đánh xong. Lăng Hàn trở lại động phủ, chia sẻ tư liệu trong ngọc phù cho nữ hoàng. Tư liệu rất tường tận, cái cổ di tích này đã từng thuộc về một vị tiên vương tầng 9, có người nói hắn là bởi vì xung kích chuẩn thiên tôn thất bại mới ngã xuống, bởi vậy, trong cổ di tích này khả năng có tâm đắc của vị tiên vương kia. Bọn họ muốn có được, tiến hành tham khảo, có thể bớt đi đường rẽ. Đừng xem tiêu anh hùng là siêu cấp đế tinh, tiến hóa lũy thừa cao tới 11, nhưng hắn hoàn toàn không có đầy đủ tự tin nói nhất định có thể trở thành thiên tôn. Thiên tôn, coi như vạn cổ bất diệt, nhưng một vị diện cao lắm chỉ 10 cái, mười mấy cái, số lượng ít đến kinh người. Lẽ nào vạn cổ tới nay thiên kiêu còn thiếu sao, thiếu hụt siêu cấp đế tinh? Không, không ít, chỉ là muốn thành tiểu thiên tôn quá khó khăn, ngay cả siêu cấp đế tinh cũng có khả năng thất bại, từ đây thân tử đạo tiêu. Một án lệ thất bại, khả năng càng có giá trị hơn thành công. Vì lẽ đó, cho dù là siêu cấp đế tinh như tiêu anh hùng cũng động tâm, bức thiết muốn có được. Trong lòng lăng hàn cũng hơi động, hắn có lòng tin với mình là một chuyện, nhưng sự thực lại là một chuyện khác không ngại tìm tòi a à. Nữ hoàng nói, Lăng Hàn gật gù, không chỉ là tâm đắc của vị tiên vương này xung kích thiên tôn, người có tư cách bước ra bước đi này, tất nhiên cũng là người xuất sắc trong tiên vương tầng 9, hắn thu gom hắn hết sức kinh người. Kêu đại hắc cầu theo, cái thứ này là tiên vương tầng 9A. Còn có ngõ lý, những người khác liền không cần kêu, nếu như ngay cả đại hắc cầu cũng không cách nào quyết định, vậy đám người Lăng Hỏa liên thủ cũng vô dụng. Lăng Hàn đi thông báo đại hắc cầu, cái con chó hoang này lập tức đáp ứng, nó cũng rất muốn chứng kiến tâm đắc tiên vương xung kích thiên tôn đặc biệt là thất bại bởi vì mỗi một tên thiên tôn thành công đều là mở ra con đường riêng của mình ý nghĩa không lớn nhưng địa phương thất bại có thể tham khảo từ đó tránh khỏi ngõa lý đối với chuyện như vậy từ trước đến giờ là không tích cực nhưng không phản đối ngược lại hắn ở bất luận trạng thái gì cũng có thể luyện hóa được quyền trục vị diện sau khi kéo được hai cường viện lăng hàn tự nhiên hoàn toàn yên tâm sau ba ngày tiêu anh hùng lặng yên mà đến cùng lăng hàn giao lưu một phen sau đó hắn thỏa mãn rời đi, bởi vì hắn đạt được câu trả lời chính xác. Sau một tháng, tiêu anh hùng phái người thông báo hắn, người đã đầy đủ hết, sáng sớm ngày thứ hai lên đường. Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Đại Hắc Cẩu, Ngõ Lý cùng một chỗ đi tới địa phương ước định, như yêu nữ ở lại vũ viện, thực lực của nàng không ăn thua, vẫn là ở lại trong vũ viện tiếp tục tu luyện đi, tiểu khủng cũng lưu lại, bảo vệ tiểu yêu nữ này. Đương nhiên, không gian tiên khí cũng bị Lăng Hàn lưu lại, ở trong vũ viện tu luyện, tiến cảnh của chúng nữ sẽ nhanh hơn nhiều. Đến rất nhiều người, kỳ vô danh, hỏa phù dung. Còn có rất nhiều người lăng hàn không quen biết, hẳn đều là học viên khóa này, chỉ là đến từ vị diện khác nhau. Đám người vũ hoàng, thích thiện tử, già lan liền không có tư cách, bọn họ là đế tinh, nhưng không phải siêu cấp đế tinh, tiến hóa lũy thừa chỉ có 10, không đủ tư cách tham dự lần thăm dò này. Tiêu anh hùng, cốc hợp nghĩa, miêu hóa, tất cả đều là tồn tại trên đế tinh. Thời điểm nhìn thấy đại hắc cẩu, Miêu Hóa lập tức hử lạnh một tiếng. Không được mang sủng vật, sủng vật muội muội ngươi, toàn ra ngươi mới là sủng vật. Đại Hắc Cẩu lập tức nhào ra, oành, liền đè ngã Miêu Hóa ở trên đất, tiểu tử kia mới là nhân sủng của bản tọa, ngươi có hiểu hay không? Đại Hắc Cẩu từ trước đến giờ xấu tính, rõ ràng là tiên vương tầng 9, nhưng xưa nay không lộ ra ở trước mắt người đời, vừa phát huy mới để mọi người biết, sức chiến đấu của nó cực kỳ cường hãn. Hóa ra là tiền bối, thứ lỗi các vãn bối thất lễ cốc hợp nghĩa giảng hòa. Đại hắc cầu nhìn Miêu Hóa nhổ mấy bãi nước miếng, lúc này mới buông móng vuốt ra. Miêu Hóa suýt chút nữa tức chết, hắn là siêu cấp đế tinh, nhưng lại bị người, không, bị chó nhổ một mặt nước miếng. Chương 2831, chiến ngự hư 1. Chỉ là thực lực của đại hắc cầu không biết vượt qua hắn bao nhiêu, để hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, trong lòng xin thề, chờ thời điểm tu vi ngang hàng đại hắc cầu, tất nhiên phải báo mối thù này trở về. Tiêu Anh Hùng cùng Cốc Hợp Nghĩa nhìn nhau một cái, đều khẽ nhíu mày. Tuy bọn họ mời Lăng Hàn, nhưng cũng không có mang ý tốt gì, dự định ở trong cổ di tích giết chết hắn. Nhưng hiện tại có thêm một đại hắc cẩu, thực lực sâu không lường được, để bọn họ cảm thấy vướng tay chân, như vậy sẽ không tiện ra tay. Người đủ chưa? Một tên siêu cấp đế tinh hỏi, hắn là tiên vương tầng 5, cũng không phải là người bản thổ của viêm xương vị diệt, tên là Lưu Hào, từ hơn 3 tỷ năm trước liền đến Vũ Viện. Còn thiếu một người, Cốc hợp nghĩa nói, ai, lại một người hỏi, hắn gọi Lạc Dương Thu, tương tự là tiên vương tầng 5. Ha ha, bản tỏa tới chậm sao. Trong một tiếng hét dài, khí thế kinh khủng cuồn cuộn mà đến, một tên tiên vương bay lượn tới, cả người tỏa ra khí tức kinh khủng, càng có chín đạo màu sắc đặc biệt quấn quanh. Tiên vương tầng 9, con người của Lăng Hàn căng thẳng, kia là ngự hư. Hắn bây giờ cùng ngự hư tiên vương tuyệt đối là tử địch, bởi vì ngự vô địch chết ở trong tay Lăng Hàn, kia là con trai của ngự hư tiên vương lão gia hỏa này làm sao sẽ đến? Rất đơn giản, ngự hư tiên vương cũng đang muốn xung kích thiên tôn, như vậy ví dụ một vị tiên vương khác thất bại đối với hắn rất có ý nghĩa tham khảo, thậm chí hắn còn cần hơn đám người lăng hàn, bởi vì hắn sắp xung kích thiên tôn, nhất định phải thận trọng. Tiền bối, một vị tiên vương tầng 9 xuất hiện, cho dù tất cả mọi người là siêu cấp đế tinh, cũng không thể không thi lễ. Ngự hư tiên vương cười cợt, không cần đa lễ, tuy hiện tại cảnh giới của hắn chiếm ưu nhưng nếu như hắn không đột phá thiên tôn, người ở chỗ này rất nhanh sẽ san bằng hắn, vượt lại cũng không nhất định, bởi vì thiên tôn thực quá khó vượt qua, người nhìn hắn ở tiên vương tầng 9 bao lâu. Ngự hư tiên vương tự nhiên cũng nhìn thấy đại hắc cẩu, nguyên bản vẻ mặt cười híp mắt lập tức cất đi, ánh mắt cũng biến thành ác liệt, tràn ngập sát khí. Chó hoang, người lại còn dám xuất hiện ở trước mặt bổn tỏa. Đại hắc cẩu mắt chuyển loạn, lộ ra vẻ trột dạ, nhưng ngoài miệng không thối lui chút nào, kêu lên. Tại sao cẩu ra không dám? Ngự hư tiên vương hung hãn ra tay, Hắn là tiên vương tầng 9 lại có cái gì phải kiêng kỵ Thậm chí Ở trong tiên vương tầng 9 Hắn cũng là tồn tại số 1 số 2 Ngoại trừ thiên tôn Lại có mấy người có thể trấn áp hắn Oanh Bàn tay lớn ghim xuống Ngôi sao đầy trời run rẩy Đây là một vị tiên vương tuyệt mạnh Đại hắc cầu di động Xeo Thân hình nó sông mạnh Tốc độ nhanh kinh người Ở trước khi bàn tay lớn ghim xuống liền chạy ra ngoài Sau đó đứng thẳng người lên Chỉ vào ngự hư tiên vương nói Ngự hư tiểu nhi cầu gia không chấp nhặt với ngươi, miễn cho đánh ngươi khóc, sư phụ ngươi lại chạy đến tìm cầu gia phiền phức. Tất cả mọi người không nói gì, rõ ràng chính là đại hắc cầu không dám đánh một trận, nhưng miệng lại còn nói dễ nghe như vậy, thực sự là hèn hạ. Có điều, có thể ở trong tay ngữ hư tiên vương trốn thoát, thực lực của đại hắc cầu này cũng tuyệt đối bất phàm, không thể coi thường. Ngữ hư tiên vương không có ra tay nữa, hắn sớm biết đại hắc cầu tạc trơn, chuyên tu thuật chạy trốn, bởi vậy muốn bắt nó độ khó cực kỳ cao có thể nói phải là thiên tôn ra tay mới được hư duyên sinh thiên tôn nhất mạch đều là đồ bỏ đi như vậy hắn lạnh lùng nói lăng hàn khó chịu nhẹ nhàng ho khan một hồi nói tiểu nhi bên kia sao ngươi lớn lên xấu như vậy ngự hư tiên vương sững sờ hắn xấu xí hắn không phải tuyệt thế mỹ nam nhưng tuyệt đối không thể nói xấu xí hơn nữa đều tu đến cảnh giới như bọn họ đẹp xấu lại có ý nghĩa gì then chốt là thực lực thực lực mới quyết định tất cả vì lẽ đó, tiểu tử này là cố ý gây chuyện. Ha ha, chỉ là tiểu bối tầng 3, cũng dám kêu gào ở trước mặt hắn, thực sự là tức cười. Hắn chắp hai tay sau lưng nói, tuy vũ viện có quy tắc, không cho vượt hai cảnh giới ra tay, nhưng người chủ động khiêu khích bản tọa, vậy ta đánh người một trận cũng không có ai sẽ trách móc bản tọa. Lăng Hàn cười ha ha, ngự hư, trong cửa việt trận chiến một trận, có dám không? Ngự hư tiên vương diếu cợt, bản tọa đường đường là tiên vương tầng 9, Tại sao phải hạ thấp địa vị của mình, kéo thấp mình đến cấp độ giống như ngươi? Chỉ là tầng 9 mà thôi, nơi này người nào không thể đạt đến, vì lẽ đó không cần lấy ra khoe." Lăng Hàn Từ Tốn nói, "Có bản lĩnh, đánh nhau cùng cấp, như vậy thắng được mới có sức thuyết phục." Bọn người Tiêu Anh Hùng gật đầu, nếu như trong bọn họ có ai ngay cả đột phá tầng 9 cũng khó khăn, vậy thì không có tư cách tiến vào Vũ viện. Cảnh giới cao, đó chỉ là đại biểu ngươi tu luyện sớm, có thể đột phá thiên tôn hay không mới là then chốt mà loại người nào càng có thể đột phá thiên tôn, đương nhiên là tiến hóa lũy thừa cao, cũng chính là đánh nhau cùng cấp càng mạnh. Dám, hay là không dám, Lăng Hàn cưỡng đoạt hỏi một câu, ngự hư tiên vương có chút tiến thoái lưỡng nan, hắn cao cao tại thượng quen rồi, thời điểm ở tiên vực càng trắng trợn không kiêng rẻ, muốn giết ai thì giết. Nhưng nơi này không giống, coi như là phong tình thiên tôn ở đây cũng phải khúm núm biết điều, bằng không bị người giết cũng không biết chết như thế nào. Hắn suy nghĩ một chút, mình là siêu cấp đế tinh, Tiến hóa lũy thừa cao tới 11, hơn nữa coi như áp chế cảnh giới, hắn lịch duyệt nhiều, ý thức chiến đấu sẽ không chịu ảnh hưởng, đánh nhau càng chiếm ưu thế. Cần sợ sao? Được, đến chiến." Ngự Hư Tiên Vương nói. Đám người Tiêu Anh Hùng nhất thời lắc đầu, thay Ngự Hư Tiên Vương hít một tiếng. Người còn không biết thứ này chính là Trương Tam hay Lý Tứ đi, ở trên khối vạn cổ thạch thứ nhất lưu danh, hơn nữa cao tới thứ 8, ép thiên sinh xuống. Hơn nữa, trước đó vài ngày còn cùng Tiêu Anh Hùng chiến một hồi kết quả, tiêu anh hùng thảm bại. Cái thứ này tiến hóa lũy thừa hẳn thẳng đến 12A. Chỉ có tiêu anh hùng biết, tiến hóa lũy thừa của Lăng Hàn cũng không có đạt đến 12, mà là thể thuật của hắn đáng sợ, để sức chiến đấu của hắn có thể so với tiến hóa lũy thừa 12. chương 2832, Chiến ngự hư 2. Đây là tư liệu hắn dùng thảm bại đổi lấy, hắn cũng không có dự định cùng ai chia sẻ, mà dự định sau khi bắt Lăng Hàn, độc chiếm bí mật thể thuật mạnh mẽ của đối phương. Lần này mời Lăng Hàn, Tự nhiên là có ý đồ riêng. Ngự Hư Tiên Vương thật không biết Lăng Hàn là ai, chỉ cho rằng mọi người đều là siêu cấp đế tinh, vậy hắn sợ sao? Hai người rất nhanh đi tới trước cửa tuyệt trận, Lăng Hàn trực tiếp chọn tầng đại trận thứ ba tiến vào, Ngự Hư Tiên Vương không chút do so dự, cũng đi vào theo. Vậy thì có thể tính là đánh nhau cùng cấp, hắn sẽ ra tay vô tình, cho Lăng Hàn một hồi thảm bại, để hắn tự thực ác quả. Người trẻ tuổi, đường ngươi còn đi dài lắm, muốn cùng bản. Ầm. Um, Ngự hư tiên vương còn muốn níu lấy vài câu, đã thấy một nắm đấm thép đập tới, giật động đại đạo hỏa hệ đáng sợ. Hư, hắn không thể không câm nghiệt, song trường tung bay, nghênh tiếp về phía lăng hàn. Hai người đại chiến, từng người vận chuyển tuyệt chiêu, người tới ta đi, cực kỳ kịch liệt. Ngự hư tiên vương hơi kinh ngạc, càng đố kỵ, bởi vì lăng hàn mơ hồ áp chế hắn, đánh nhau cùng cấp, hắn lại hơi kém đối phương. Phải biết, hắn đã là siêu cấp đế tinh tiến hóa lũy thừa cao tới 11 mạnh hơn hắn chính là cái gì? Tiến hóa lũy thừa 12, tuy không có bao nhiêu chứng cứ, nhưng tiến hóa lũy thừa đạt đến 12, nhất định có thể trở thành thiên tôn. Tỷ như hỏa phù dung, nàng chính là vô thượng thiên tài như vậy, chỉ là thanh hỏa thiên tôn vì để cho nàng vào tới càng cao hơn, mới sẽ phong ấn nàng, ở đời này xuất hiện. Chỉ là tuy tam đại thiên tôn đều tiến hành thôi diễn, nhưng hiển nhiên bị thiên địa lừa dối, cơ duyên to lớn nhất ở tiên lộ vốn là cạm bẫy. Ngự hư tiên vương ở tầng 9 đợi bao nhiêu năm, mấy kỷ nguyên, nhưng hắn cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy hy vọng, khoảng cách chân chính đột phá còn không biết chênh lệch bao xa, nhưng người trẻ tuổi trước mặt này hầu như có tiềm lực cung kích thiên tôn, để hắn làm sao có thể không ước ao. Thành tựu thiên tôn, đây là tâm nguyện to lớn nhất của hắn, vượt qua tất cả. Đáng chết, hắn thầm nói một câu, ý nghĩ chuyển động, cổ trung màu xanh hiện lên ở trên đỉnh đầu của hắn. Đây là tiên khí của hắn, càn cổ trung, con, cổ trung tự mình kêu, rung động ra một mảnh gợn sóng, lay động về bốn phương tám hướng, mà dưới tiếng chuông rung động, ngay cả không gian trong đại trận cũng phá nát. Uy lực của tiên khí, lớn kinh người, ngự hư tiên vương cười gần, người trẻ tuổi, gốc gác của người xa xa không bằng bản tọa, cái càn cổ chung này chính là bản tọa lấy 17 loại tiên kim chế thành, tương đương với 17 tên tiên vương liên thủ xuất khích, người làm sao chặn. Trong cùng cấp sức chiến đấu của ai mạnh nhất, tiên khí, tại sao vậy chứ, đơn giản A, à, thứ nhất cứng rắn không thể phá vỡ, thứ hai, không gì không xuyên thủng, hai ưu điểm này cộng lại còn không trâu bỏ sao. Càn cổ chung do 17 loại tiên kim hòa hợp luyện thành, tuy ở trên độ cứng rắn không thể lại có thêm tăng lên, trình độ sắc bén cũng giống như thế, nhưng tương đương với 17 tên tiên vương liên thủ, vậy thì đáng sợ. Tiếng chuông rung ra, phá hoại từng tầng từng tầng không gian, uy lực vô cùng. Nhưng Lăng Hàn lộ ra một nụ cười, Lăng Hàn choáng váng, đương nhiên không phải, hắn là bởi vì ngự hư tiên vương nói đến cái chuông này chính là do 17 loại tiên kim tan luyện mà thành, để hắn ưa thích. 17 loại A, nếu như để tiên ma kiếm thôn phệ, vậy uy năng của tiên ma kiếm khẳng định có thể tiến thêm một bước. Nếu thay đổi một nơi khác, Lăng Hàn khẳng định không có biện pháp, bởi vì càn cổ chung chính là bảo khí tầng 9, đừng nói hắn không cách nào chấn áp, tự chủ thức tỉnh phát uy cũng dễ dàng liền có thể chấn Lăng Hàn trọng thương. Nhưng nơi này, dưới cảnh giới áp chế, càn cổ chung liền rơi xuống tới tầng 3 đánh nhau cùng cấp, dù đối thủ có 17 cái, Lăng Hàn lại có gì sợ. Hắn cười ha ha, thể thuật vận chuyển, nhất thời, sức chiến đấu của hắn bão táp. Tiên khí thì đã làm sao? Tiên khí mạnh hơn vậy cũng chỉ là khí, không phải người, có hạn mức tối đa. Người sắc bén nhất không sai, kiên cố nhất cũng không sai, nhưng sức chiến đấu không phải là có hai điểm này liền đủ. Ngự hư tiên vương cực kỳ khiếp sợ, sức chiến đấu của Lăng Hàn lập tức tăng vọt gấp 4-5 lần. Đây là chỉ ít, Thể thuật và lực lượng quy tắc của Lăng Hàn cùng một chỗ phát huy, kia tuyệt đối không phải một thêm một đơn giản như vậy, mà là gấp 3, năm lần như thế. Ngươi, hắn kinh hãi đến biến sắc, cuối cùng biết tại sao Lăng Hàn dám khiêu chiến mình. Mã Đức, đây thực sự là một tiên vương tầng 3 sao. Hư, bản tọa có tiên khí nơi tay, ngươi có thể thắng được bản tọa sao. Ngự hư tiên vương triệu hồi càn cổ chung, rủ xuống ngàn vạn ánh sáng mỹ lệ, bảo vệ hắn ở trong đó. Cái này nói rõ, sức chiến đấu của ta không bằng ngươi, nhưng ta phòng ngự vô địch, ngươi đến phá A. Rất vô lại, nhưng cũng rất hữu hiệu, 17 loại tiên kim dung hợp đến cùng một chỗ, tương đương với 17 tên tiên vương liên thủ bảo vệ, lại thêm thực lực của ngự hư tiên vương, đây thực sự là phòng ngự khó giải. Ngự hư tiên vương đứng chắp tay, ánh mắt nhìn chằm chằm lăng hàn, trong lòng hắn đã quyết định, có cơ hội, nhất định phải giết chết tên yêu nghiệt này. Thật sao, lăng hàn nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng lấy ra tiên ma kiếm. Soạt, một đạo hàn quang trói lọi, lăng hàn vung kiếm chém về phía cản cổ trung. ầm, um, một tiếng vang thật lớn, bảo khí bị miến cưỡng xé ra, cũng còn tốt, đến tiếp sau bảo khí buông xuống đúng lúc, bảo vệ chỗ hồng, không để lang hàn nhân cơ hội đột phá. Ngự hư tiên vương kinh hãi, bảo khí của mình là dùng 17 loại tiên kim dung hợp thành, tuy không thể chân chính hợp thành một thể, nhưng tương đương với 17 tiên vương liên thủ, như thế vẫn chưa đủ sao. Nhưng thanh kiếm này của Lăng Hàn lại càng thêm đáng sợ, tiên kim chi uy chân chính tan hợp lại cùng nhau, thật giống như một tiên vương tầng 3 thông qua khổ tu, thực lực bước vào tầng 4 vậy. Đây là hai loại phương hướng tăng lên hoàn toàn khác nhau. Hắn từng trải cỡ nào, lập tức kinh ngạc thốt lên. Đây là phệ kim thiết, toàn bộ thiên hạ chỉ có phệ kim thiết mới có năng lực như vậy, thông qua thôn phệ vạn kim tăng lên năng lực của bản thân, thậm chí đột phá hạn chế của tiên kim, được thiên tôn luyện hóa thành bảo khí. Trường 2833, một ý nghĩ hiểu rõ. Hắn biết, là bởi vì phong tình thiên tôn có bảo khí như vậy. Đây là mệnh trời sao, hai mắt của ngự hư tiên vương phun lửa, tiến hóa lũy thừa 12, nắm giữ phệ kim thiết, phảng phất như thiên địa thông qua phương thức này nói, đây chính là một vị thiên tôn tương lai. Hắn không phục, hắn nơi nào tranh lệch, khổ tu mấy kỷ nguyên, vẫn đứng ở tiên vương đỉnh, tại sao không phải hắn thu được cơ duyên như vậy? a à, hắn gầm dữ dội, tiên chuông ong 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 chấn động, tỏa ra gợn sóng mãnh liệt. Tâm tình của ngự hư tiên vương hơi không khống chế được, hắn muốn bùng nổ ra lực lượng mạnh hơn, đánh giết lang hàn thành cặn bã. Đáng tiếc chính là, đây chính là cửu tuyệt trận, thiên tôn bố trí, thậm chí không phải nhất bộ nhị bộ, mà là ngũ bộ lục bộ. Ngự hư tiên vương như thế nào phá được, lang hàn vung kiếm điên cuồng chém, len keng, ong ong ong, hắn không công ngự hư tiên vương, mà là chém cản cổ chung, bởi vì hắn biết không thể giết được ngự hư tiên vương, cho dù là ở trong trận cảnh giới áp chế, trong vũ viện có thiên tôn tỏa chấn có thể cho hắn sẵn bảy sao vậy hắn liền chiếm chút tiện nghi tay phải hắn vung kiếm chém tay trái hóa thành quyền đánh vào trên cổ chuông đây là nộ quyền gần nhất được hắn hòa vào các loại quyền ý vẫn chưa hoàn toàn thành hình chỉ là có một phương hướng ngự hư tiên vương cũng coi như là đối thủ hiếm thấy hơn nữa lăng hàn hận hắn không nhẹ vừa vặn phù hợp ý cảnh của nộ quyền để hắn có thể càng nhanh luyện thành bộ quyền pháp này ngự hư tiên vương là nhân vật cỡ nào tu vi bị áp chế, không có nghĩa là nhãn lực cũng như vậy, không khỏi tức giận đến phát điên, tên tiểu tử này lại dám cầm mình làm bồi luyện, là xem thường hắn cỡ nào a? À. Hắn nổi giận, phấn khởi phản kích, càn cổ chung phát quang, từng cái phù văn nhảy lên, nhưng lập tức lại bị một luồng lực lượng thần bí áp chế. Hết cách rồi, đây chính là cửu tuyệt trận, tiên vương tầng 9 đi vào cũng nên là cảnh giới gì thì ở cảnh giới đó. Lăng hàn bài trừ tập niệm, chỉ vận chuyển nộ quyền. Mấy ngày nay hắn đã dùng quyền ý vào nộ quyền, nhưng đây là một món thập cẩm không chỉ không hề tăng lên uy lực của nộ quyền, trái lại không ra ngô ra khoai, các loại ý chí xung đột, thậm chí có chút buồn cười, thật giống như hán tử say đánh quyền. Nhưng Lăng Hàn không để ý chút nào, hắn tâm niệm hiểu rõ, có tâm bao dung thiên hạ. Hắn muốn khai sáng một bộ công pháp thuộc về mình, kỹ, không cần giới hạn ở quyền, kiếm, đao. Đạt đến độ cao như hắn, cái này có khác nhau sao? Đúng, có dùng tiên khí hay không có khác nhau, nhưng dứt bỏ điểm ấy, không còn. Ta có tâm bao dung thiên hạ, ý cảnh của ta, chính là trời xanh này, mặt đất này, trái tim tự do không bị gò bó. Lăng Hàn đột nhiên cười to, ý cảnh của nộ quyền quá nhỏ, để hắn hạn chế ở dưới tâm tình phẫn nộ. Đây là tiểu đạo, đạo của ta, là muốn cho thiên này không giấu được hai mắt của ta, để đất này chôn không được tâm của ta, ta chính là ta, độc nhất vô nhị. Lăng Hàn thầm nói, ý nghĩ trong nháy mắt hiểu rõ. Soảng, cho dù là ở trong cửu tuyệt trận, cũng lập tức có tiếng lôi đình vang lên, mây đen cuồn cuộn, chấp giật đan dệt, đây là thiên kiếp muốn tới. Lăng Hàn giật mình, hắn một ý nghĩ thông suốt, lại xúc động thiên kiếp. Kháo, cần khuếch đại như thế sao? Nhưng hắn rõ ràng, mình lĩnh ngộ hình thức ban đầu của đạo, để siêu vị diện cao đẳng này sinh ra đố kỵ, muốn gạt bỏ hắn. Phải biết, vị diện càng mạnh, tính bao dung càng lớn, ở đây ngay cả thất bộ thiên tôn cũng sẽ không vừa xuất hiện liền bị thiên lôi đánh, nhưng hiện tại Lăng Hàn chỉ là ở trong đầu hình thành một loại hình thức ban đầu của võ đạo, liền để thiên địa nhằm vào, nói rõ đạo của hắn bất phàm cỡ nào. Ngươi, ngự hư tiên vương kinh hãi đến tột đỉnh, cái thứ này cũng thật đáng sợ, cả người có đạo quang lấp lóe, đây là ngộ đạo. Nhưng hắn rõ ràng là đang chiến đấu A, à, này cũng có thể ngộ đạo, hơn nữa lại còn kinh động thiên kiếp, cái này há là người thường. Quá nguy hiểm, đây là người nào A, à, ánh mắt của ngự hư tiên vương kiên định, hắn quyết định muốn phá hoại lăng hàn mộ đạo. Nhất định phải, mặc kệ Lăng Hàn lĩnh ngộ cái gì, cái này cũng thật đáng sợ, tuyệt không thể cho hắn thành công. Trên người Ngự Hư Tiên Vương hiện lên ánh sáng tím, khí thế lập tức tăng lên một đoạn dài. Đây là phong tình thiên tôn sáng tạo một môn bí pháp, hắn học được, nhưng bình thường cơ bản sẽ không vận chuyển. Tại sao? Môn bí pháp này quá bá đạo, chính là căn cứ vào tu vi, thể phách thiên tôn mà thành, cho dù hắn là tiên vương tầng 9 cũng không thể tùy ý vận chuyển, phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng lần này vì Lăng Hàn hắn không tiếc tự mình hại mình. Lời tác giải ta nhớ lầm, ngữ vô địch không có bị nhân vật chính làm thịt, vì lẽ đó, tiên côn tử kim cũng không ở trong tay nhân vật chính. Ta ở đây đính chính một chút, trong tay các nàng nữ hoàng. Hổ nữ có một tiên binh vốn là nói dùng tiên côn tử kim luyện chế, hiện tại đương nhiên không phải. Ta sửa không được nội dung phía trước, bởi vì không ảnh hưởng người xem, hơn nữa chỉ là thiếu sót nhỏ, ta liền ở đây nói rõ một hồi. Có thể trở thành thiên tôn, người nào không phải vạn cổ kỳ tài, đi ra con đạo của mình. Phong tình thiên tôn đương nhiên cũng như thế, hắn sáng tạo môn bí pháp này, tên là ngư long thuật. Tên cũng không ngang ngược, ngụ ý là ngư dược long môn, hóa phàm thành long. Nhưng thiên tôn đã là trí cao vô thượng, lại ở long môn nhảy một cái, thực lực sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Không thể tưởng tượng, lại như duyên sinh thiên tôn sáng tạo bất diệt thiên kinh, ngư long thuật này chính là bí pháp thuộc về phong tình thiên tôn, bất đồng ở chỗ, bất diệt thiên kinh không yêu cầu võ giả cùng tầng thứ tu luyện, nhưng ngư long thuật không được. Thiên tôn so với nhau khó nói ai mạnh ai yếu, nhưng không có nghĩa là mỗi một vị thiên tôn đều có thể làm lão sư. Một khi vận chuyển ngư long thuật, khí thế của ngữ ngư tiên vương liền thay đổi. Cả người hắn có ánh sáng tím quấn quanh, tỏa ra khí thức vô thượng, cường thế phản công về phía lăng hàn. Soảng, thiên kiếp cũng đúng lúc hình thành, đánh xuống lăng hàn. Then chốt là, ngự ngư tiên vương ra tay trước tiên, nói cách khác, chỉ ít ở trên đòn đánh này, thiên địa không cho là ngự hư tiên vương đang quấy rầy lăng hàn độ kiếp, sẽ không nhằm vào hắn. chương 2834, ý cảnh viên mãn. Trong khoảng thời gian ngắn, tương đương với hai tuyệt đại cường giả liên thủ nhằm vào lăng hàn. Công kích này thật đáng sợ, ngự hư tiên vương ở dưới ngư long thuật gia trì, sức chiến đấu bay thẳng tầng 5 đỉnh cao, mà lần này thiên kiếp cũng vô cùng cuồng bạo, tiếp cận tầng 6. Lăng hàn cười ha ha, càng không để ý chút nào, vẫn như cũ một quyền một kiếm, hắn có tâm vô địch một kiếm chém ra, đón lấy ngự hư tiên vương. Tay trái thì vẫn như cũ hóa quyền đánh về thiên kiếp. ầm, um, nổ vang truyền đến. thân hình lang hàn lảo đảo, liền lùi lại vài bước. nhưng hắn cười ha ha, ý cảnh trái lại càng thêm viên mãn. quyền kiếm cùng chuyển động chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái tràn trề. phó đạo của hắn rốt cục có hình thức ban đầu, hình ý không thiếu sót. thiên kiếp thì đã làm sao? ta tự thành một thể, ta tức thiên địa. lang hàn không ngừng hiểu ra. Quyền thuật của hắn đang tiến quân về phía Viên mãn, mà kiếm thuật cũng giống như thế. Đạo của hắn không phân quyền, kiếm chỉ là một loại phương thức bày ra lực lượng của hắn, căn bản ở chỗ hắn có một lòng vô địch, ý chí theo đuổi tự do, hóa thành đạo của mình. Oanh, thiên kiếp cuồng loạn, nhưng Ngự Hư Tiên Vương không có ra tay, chỉ là đang không ngừng lùi lại. Hắn cũng không dám dễ dàng để mình cuốn vào trong thiên kiếp, thiên kiếp này thật đáng sợ, để hắn cũng khiếp đảm. Một khi hắn bị ép độ thiên kiếp vậy còn có thể quấy dày Lăng Hàn sao? Nhưng hắn lùi, Lăng Hàn lại không có dự định buông tha hắn, thả người truy kích, tiên ma kiếm chém không ngừng. Mỗi một kiếm đánh chém, hắn sẽ phối hợp áp chế tiên khí, do đó để tiên ma kiếm cướp một chút tinh hoa, lấy phương thức như thế ăn cắp tiên kim của càn cổ chung. Cái này tự nhiên rất chậm rất chậm, nhưng mà hữu hiệu. Có điều, thiên kiếp thật rất đáng sợ, Lăng Hàn bị thương, máu tiên vương tung tóe Nơi này dù sao cũng là viêm xương vị diện, uy lực của thiên kiếp quá bá đạo, để Lăng Hàn cũng có chút đau đầu, nhưng hắn không có lui, mà là làm hết sức phong phú đạo của mình. Tuy sau này còn có thể tiếp tục hoàn thiện, nhưng lần này hắn là bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiến cảnh không thể nghi ngờ sẽ nhanh nhất, bỏ qua cơ hội lần này, sau này chỉ có thể từ từ đi. Phó đạo công pháp hình thành, nguyên bản chính là quá trình dài dằng dặc. Ngự hư tiên vương hết sức buồn bực, rõ ràng là lăng hàn độ thiên kiếp, nhưng hắn lại bị đè đánh. Nào có người như vậy, thiên kiếp cuồng bạo như vậy không cố gắng vượt qua lại còn muốn phân tâm phân lực ngươi không sợ bị thiên kiếp đánh chết sao theo lý mà nói độ thiên kiếp cũng phải cẩn thận từng ly từng tí chỉ lo người khác quấy dày từ đây vạn kiếp bất phục nhưng lăng hàn ngược lại tốt chủ động ra tay công kích người khác quả thực quái thai hắn không còn ý chí chiến đấu dưới cảnh giới áp chế hắn căn bản không làm gì được lăng hàn đánh rắm chờ đi ra ngoài hắn duỗi tay liền có thể chấn áp lăng hàn không cần ở đây liều vất vả nhưng hắn muốn đi, Lăng Hàn lại không cho. Đó là đương nhiên, vẫn không có hấp thu sạch sẽ tinh hoa của càn cổ trung, Lăng Hàn ở đâu chịu buông tha cho ngự hư tiên vương. Sau lần này, ngự hư tiên vương còn có thể đáp ứng cùng Lăng Hàn ở trong cửa tuyệt trận công bằng chiến một trận sao? Không thể, vì lẽ đó, lần sau lại muốn lấy tinh hoa của càn cổ chung vậy phải chờ Lăng Hàn trở thành tiên vương tầng 9, thời gian quá lâu. Chạy cái gì, còn chưa đánh xong. Lăng Hàn nói, phong tình nhất mạch khi người quá đáng hiếm thấy gặp phải cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua ngự hư tiên vương. Ngự hư tiên vương không nói gì, hắn cắn răng, nhưng kiên quyết không ra tay, thiên kiếp như vậy hắn không trêu chọc nổi. Càng đáng sợ chính là, thiên kiếp cũng sẽ không chịu cử tuyệt trận ảnh hưởng, rơi xuống ở trên người hắn khẳng định là tầng 9, nhưng hắn lại bị đại trận áp chế tu vi, chỉ có tầng 3 mà thôi, cái này không phải muốn chết sao. Chính là nghĩ đến điểm ấy, hắn mới vô cùng kiên định không ra tay, chỉ chống đỡ. Hắn nhẫn, nhấn qua một ngày, hắn liền toàn lực phá vòng vây. Ở viêm xương vị diện, thiên kiếp kéo dài thời gian là một ngày. Lăng Hàn cũng biết điểm ấy, trên mặt hắn mỉm cười, có một ngày, đủ để tiên ma kiếm ăn no rồi. Một ngày đi qua, thiên kiếp chỉ có thể bất đắc dĩ tiêu tan, mặc kệ là vị diện gì, luôn có quy tắc của mình, không giống cuồng loạn, bản thân hóa thành vị diện, liền có thể tùy ý sằng bậy. A, à, ngự hư tiên vương lần thứ hai bạo phát, ngư long thuật vận chuyển, hắn toàn lực phá vòng vây. Lần này, ngay cả Lăng Hàn cũng không thể ngăn trở, dù sao đối phương là tiên vương mạnh nhất ở tiên vực vị diệt, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Hắn ngừng lại, lộ ra nụ cười, trận chiến này hắn thu hoạch quá to lớn, thứ nhất phó đạo chi tâm cuối cùng đại thành, hình thành đạo của mình, thứ hai, tiên ma kiếm lấy ra cản cổ trung trí ít 7 phần 10 tinh hoa, ăn rất no, uy lực tăng lên rất nhiều. Hắn cũng đi ra đại trận, chỉ thấy bọn người tiêu anh hùng chờ ở bên ngoài, mà ngự hư tiên vương đã khôi phục vẻ thong dong khí thức của tiên vương tầng 9 cuồn cuộn mà động, thật giống như lúc nào cũng có thể không khống chế được, ra tay hại người. Đại hắc cẩu đứng ở bên người lăng hàn, người đứng thẳng, một móng vuốt nhấc đến trên vai hắn, một bộ tiểu tử này là cẩu ra bảo bọc, ai dám ra tay. Ngự hư tiên vương cao mày, hắn tự nhiên không sợ đại hắc cẩu, nhưng lúc trước đại hắc cẩu cũng cùng một vị thiên tôn tu luyện, sức chiến đấu há có thể khinh thường, có nó bảo vệ lăng hàn, mình muốn đắc thủ độ khả thi quá thấp, gần như không thể muốn giết một tiểu bối tầng 3 có khó khăn như thế sao? Đi thôi, cốc hợp nghĩa nói, bọn họ không có tiến vào trận quan chiến, chính là vì lưu lại mặt mũi cho lăng hàn cùng ngự hư tiên vương, nếu không bất kể là ai thua trên mặt cũng tối tăm, nói không chắc không mặt mũi nào lại cùng đi cổ di tích. Có thể mở ra cổ di tích cần đủ máu của siêu cấp đế tinh, vạn nhất người không đủ thì sao? Mọi người xuất phát, nhưng vẻ mặt của ngự hư tiên vương âm tình bất định, hắn liên tục suy nghĩ, phải làm sao giết chết lăng hàn. Lăng Hàn không khỏi thầm nghĩ, mình khẳng định là mang theo vầng sáng tai tinh, ngươi xem, hắn căn bản không có bộc lộ thân phân, nhưng lại cùng Ngự Hư Tiên Vương kết thù. Mọi người xuất phát, trải qua 3 năm, bọn họ mới đến địa phương. Chương 2835, mở cổng. Đây là một sơn cốc âm trầm, tràn ngập trướng khí, kịch độc, ngay cả Tiên Vương cũng không cách nào thời gian giải đối kháng, cần dùng đến đan dược. Đám người cốc hợp nghĩa đã sớm chuẩn bị, phân đan dược cho mọi người. Lăng Hàn không có trực tiếp dùng mà là trước tiên tỉ mỉ kiểm tra một hồi, lấy nhãn lực ngũ tinh đan sư của hắn, đan dược này có vấn đề hay không, hắn có thể dễ dàng phân biệt ra. Không có vấn đề, hắn cùng nữ hoàng, đại hắc cẩu đều ăn đan dược, mà ngõ lý thì không cần, hắn không phải là thân thể sinh mệnh chân chính, loại độc tố này đối với hắn vô hiệu. Mọi người tự nhiên có biện pháp của mình đi phân biệt đan dược thật giả, rất nhanh, tất cả mọi người đều ăn vào. Bọn họ tiếp tục tiến lên, nơi này không có sinh linh, chính là tử địa tuyệt đối. Tất cả mọi người không nói gì, ở dưới bọn người cốc hợp nghĩa dẫn dắt, rất nhanh đi tới phần cuối của sơn cốc, nơi này xuất hiện một cửa lớn, khảm ở trên vách núi. Không thể trực tiếp nổ ra vách núi sao? Có người hỏi, hiển nhiên cửa lớn mới cần dùng máu của siêu cấp đế tinh đến mở ra, nhưng vách núi này há có thể chặn được lực lượng to lớn của tiên vương. Cho rằng nơi nào cũng có tác phẩm của thiên tôn sao? Miêu hóa lắc đầu, di tích cổ cũng không phải xây dựng ở trong ngọn núi, hai cánh cửa lớn này tương tự với một truyền tống trận, liên tiếp một dị không gian, tất cả mọi người gật đầu. vậy liền không có cách nào, chỉ có thể từ cửa tiến vào. bọn họ đi tới cửa lớn, sau đó cắt vỡ ngón tay, vung máu lên cửa chính. theo từng đạo từng đạo huyết dịch bắn tới, màu sắc trên cửa chính giật động, rất nhanh liền nhìn thấy cửa lớn trở nên trong suốt. hóa ra cửa lớn không phải mở, mà là trở nên trong suốt, sau đó biến mất. mỗi người đều ngừng tay, nhưng cửa lớn chưa hề hoàn toàn biến mất, mà còn có một tầng, chỉ là một tầng mà thôi lại có thêm một phần cổng sẽ biến mất cốc hợp nghĩa nói vậy ta lại ra một phần lưu hào nói miêu hóa lắc đầu vô dụng một người chỉ có thể tính một lần nhiều hơn nữa cũng vô dụng những người khác ngẫm lại cũng gật đầu nếu không vậy căn bản không cần gọi tới nhiều người như vậy một người chậm rãi lấy máu là được lại không phải tinh huyết nha vậy làm sao bây giờ tất cả mọi người cao mày vốn tưởng rằng người đã đủ rồi nhưng lại còn thiếu mất một phần liền dẹp đường hồi phủ Bọn họ không cam tâm, nhưng lại dùng biện pháp gì đây? Ta nghĩ, ta có thể giúp được chư vị. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người giật mình, cùng nhau nhìn về phía bên trái. Phía sau một tảng đá lớn, đi ra một mỹ nữ phong thái cảm động, vóc người nàng cực cao, so với nam tử cũng không kém, gáy ngọc thon dài, trắng như tuyết mà lại bóng loáng, như thiên nga, cao quý mà tao nhã. Vóc người cũng cực kỳ cảm động, ở dưới bộ váy dài bó sát người phát họa, mỗi một đường cong đều khiến lòng người chập chờn trên người nàng quấn quanh năm dị sắc, nói rõ nàng chính là tiên vương tầng năm. Các hạ là ai? Cốc hợp nghĩa trầm giọng hỏi, tuy nữ tiên vương này đẹp đến kinh người, nhưng hắn lại há có thể dễ dàng thay đổi sắc mặt. Trọng yếu nhất, nơi này còn có một nữ hoàng đại nhân đẹp đến đứng đầu cổ kim, nhìn quen tuyệt lệ như vậy, còn có thể bị sắc đẹp khác lay động sao? Nữ tiên vương này hơi kinh ngạc, nàng đối với mị lực của mình tràn ngập tự tin, nhưng cốc hợp nghĩa lại thong dong bình tĩnh như vậy, làm cho nàng có chút không thể tiếp thu. Có điều, nàng đương nhiên không thể không có lòng dạ như thế, áp chế suy nghĩ trong nội tâm, cười nói: "Ta tên Liễu Vũ Phi, giống như chư vị, muốn đi vào tòa cổ di tích này, chỉ là không có nghĩ đến lại cần rất nhiều máu của siêu cấp đế tinh mới có thể mở ra." "Làm sao ngươi biết nơi này?" Tiêu Anh hùng hỏi, "Ngươi cũng là siêu cấp đế tinh." Lạc Dương Thu hỏi, Liễu Vũ Phi mỉm cười, "Ta từng cái từng cái đáp đi, đầu tiên, ta đương nhiên là siêu cấp đế tinh, bằng không sao dám nói giúp chư vị chứ." "Thứ hai," Năm đó Hà Phong đại nhân xung kích thiên tôn thất bại, cứ như vậy ngã xuống, kỳ thực cũng không phải bí mật lớn gì, người có ý đương nhiên có thể từ trong cổ tịch ghi chép đạt được manh mối, từ đó nghiên cứu ra vị trí của tiên phủ. Chủ nhân cũ của tòa động phủ này chính là Hà Phong tiên vương. Chỉ đơn giản như vậy sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, tự nhiên không dễ tin như vậy, nhưng trong bọn họ có hai tiên vương tầng 9, những người khác phần lớn cũng là siêu cấp đế tinh tầng 6, chẳng lẽ còn sẽ sợ nàng? Ta chỉ muốn cùng các vị thu được cơ duyên, tin tưởng các vị cũng không thèm để ý thêm một người đi, dù sao mở ra cửa lớn cần nhiều người như vậy, mà quan trọng nhất chính là thủ chát xung kích thiên tôn của Hà Phong Tiên Vương, mỗi người đều có thể sao một phần. Liễu Vũ Phi nói, rất có sức thuyết phục, lời này xác thực rất có đạo lý, tiên vương thủ chát, mỗi người hoàn toàn có thể sao chép, không giống như thiên tài địa bảo, thêm một người liền thiếu một phần. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, cốc hợp nghĩa nhìn mọi người một vòng, thấy đại bộ phận người đều gật đầu, liền đại biểu mọi người muốn mời Liễu Vũ phi. Liễu Vũ phi thướt tha đi đến, khí chất tao nhã mê người, nếu như không có nữ hoàng, nàng tuyệt đối tràn ngập sức hấp dẫn chí mạng, ngay cả tiên vương cũng phải tim đập thình thịch. Đáng tiếc, hiện tại mị lực của nàng bị giảm nhiều lắm. Nàng liếc mắt nhìn nữ hoàng, tuyệt sắc như vậy làm cho nàng cũng tim đập thình thịch. Đi tới cửa lớn, nàng cắt ra ngón tay, bắn ra vài giọt máu tươi, nhất thời, cửa lớn nguyên bản đã tiếp cận trong suốt lập tức tiêu nhạt, hiện ra một thông đạo đen thui quả nhiên nàng cũng là một siêu cấp đế tinh tất cả mọi người kinh ngạc siêu cấp đế tinh muốn vào vũ viện tự nhiên là sự tình dễ dàng nhưng vì cái gì nữ tử này không tiến vào vũ viện đệ nhất thiên hạ nhưng cũng có thể đối phương kỳ thực là học viên vũ viện chỉ là cực kỳ biết điều không có mấy người biết tồn tại của nàng mọi người không hỏi mỗi người đều có bí mật của mình vì tiện hỏi thăm là không thỏa đáng đi tất cả mọi người là người tài cao gan lớn đều đạp bước mà vào sau khi toàn bộ bọn họ tiến vào cửa lớn lại từ hình dạng trong suốt trở nên ngưng tụ, rất nhanh thành dáng dấp ban đầu. Sau ba ngày, một tên nam tử nhanh chân đi đến, trên người có chín dị sắc quấn quanh. chương 2836, thật thật giả giả một. Liễu Phú Phi, người cho rằng trộm tín vật của bản tọa, bản tọa liền không cách nào tiến vào nơi này sao? Nam tử này cười gần, ta đối với người tốt như vậy, nhưng người chỉ vì bí truyền cùng thiên tôn tâm đắc của Hà Gia Lão Tổ ta, bản tọa tất nhiên sẽ cho người trả giá thật lớn hắn đưa tay lên vạch một cái máu tươi nhỏ ra cánh cửa cần rất nhiều máu của siêu cấp đế tinh mới có thể mở ra lại bỗng nhiên trở nên trong suốt dễ dàng liền mở ra ta chính là truyền nhân hà gia huyết mạch trời sinh liền có thể mở ra động phủ này chỉ là tên tiên vương này nhìn đường đi tối tăm rậm rạp phảng phất như một cái miệng lớn muốn thôn vệ hết thảy người tiến vào thời gian cũng không còn nhiều lắm tuy lão tổ ngã xuống nhưng vẫn có bố trí khác lấy một thân tinh huyết nuôi nấng hóa nguyên quy nhất quả lại lấy máu tiên vương của mười mấy tên siêu cấp đế tinh nuôi dưỡng, liền có thể triệt để thành thục. Liễu Phúc Phi, người cho rằng từ chỗ bản tọa lấy được tin tức hóa nguyên quy nhất quả, mà không biết đây là bản tọa đang cố ý thăm dò ngươi. Nếu như ngươi toàn tâm toàn ý đối với bản tọa, bản tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng ngươi lựa chọn phản bội, vậy liền kính dâng một thân tinh huyết ra đi, giúp bản tọa đi ra bước cuối cùng. Đây là bảo vật của Hà Gia ta, cũng chỉ có người Hà Gia mới có thể đạt được cơ duyên như vậy, ai cũng không thể cướp. Tên tiên vương này nhanh chân mà đi, tiến vào trong thông đạo, ở sau người hắn, cửa lớn tiếp tục đóng lại, mà từng đạo từng đạo máu tươi chảy dòng, lại vừa vặn hình thành hình dạng một mặt quỷ, nở ra nụ cười, tràn ngập mùi vị khiếp người. Đám người lăng hàn đều nhanh chân mà đi, đi tới đi tới, bốn phía liền trở nên sáng sủa. Không phải loại nắng gắt giữa ban ngày, mà là bọn họ thật giống như ở trong tinh không bước chậm, xa xa có từng đốm nhỏ, tỏa ra ánh sao yếu ớt. Tuy yếu ớt, nhưng bởi vì số lượng rất nhiều, đủ để dọi sáng vùng thế giới này. Bọn họ muốn đi qua hai bên, nhưng phát hiện mình vẫn ở trong một con đường như cũ, không thể tư tán mà đi, chứng minh cảnh tượng ánh sao kia chỉ là ảo ảnh mà thôi. ngẩng đầu nhìn, tinh không, nhìn xuống, vẫn là tinh không, nơi này rất dễ dàng mất đi phương hướng, nếu không phải hai bên có ngăn bích, bọn họ thật sự có khả năng đi tới đi tới liền không biết nên làm sao cất bước. Không có người nói chuyện, mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí, tuy hiện tại chưa xuất hiện nguy hiểm, nhưng ai sẽ tin tưởng trong một di tích cổ sẽ không có sát cơ. Ngay cả ngự hư tiên vương cũng không dám khinh thường, tuy hắn đứng ở tiên vương đỉnh cao, ở trong tiên vực có thể xếp thứ ba, nhưng nơi này là viêm xương vị diệt, tiên vương có thể sánh vai hắn, thậm chí vượt qua hắn tuyệt không phải số ít. Hơn nữa, có người nói Hà Phong lúc trước đã có tư cách xung kích thiên tôn, khẳng định còn mạnh mẽ hơn hắn. Hiện tại vị tiên vương này chết là chết, nhưng lưu lại thủ đoạn tuyệt đối không thể coi thường, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn thả rằng đo không một chuyến, cũng không muốn bất cần mất mạng. Đại hắc cầu đồng dạng thời khắc duy trì trạng thái ra tay, sức chiến đấu của nó hơi kém hơn ngự hư tiên vương, nhưng đối với nguy hiểm lại càng thêm mẫn cảm, đây là bản năng của kẻ trộm. Cái con chó hoang này cao mày, nhỏ giọng nói, cầu ra có một loại linh cảm không lành, miệng xui xẻo, lang hàn lắc đầu, nhưng lực chú ý lại tập trung cao độ. Đại hắc cầu nói cảm giác không đúng, vậy tuyệt đối không phải là nhát gan sợ phiền phức, khẳng định là thật cảm giác được cái gì ngõ lý dựa vào ngươi lang hàn cùng đại hắc cẩu đều đẩy ngõ lý ở phía trước cái thứ này là kết tinh của một vị diện mấy trăm kỷ nguyên tuy không thiện chiến đấu nhưng hầu như chính là không chết bởi vì hắn có thể tự mình dung hợp khôi phục như tiên kim chỉ là xa xa không có cứng rắn như tiên kim mà thôi vì lẽ đó đây là một khiên thịt rất tốt ngõ lý ngạc nhiên tại sao các ngươi lại trốn sau lưng ta ta cũng không phải loại hình chiến đấu lang hàn cùng đại hắc cẩu đều nở nụ cười không có tiếp lời đi tới đi tới chỉ thấy phía trước đột nhiên có một con đại thú chạy tới mới đầu mọi người không có để ở trong lòng cho rằng này chỉ là ảo cảnh bởi vì con đại thú này ở xa xa chạy tới mà khi nó càng chạy càng gần thì tất cả mọi người kinh ngạc cả người con đại thú này có ánh sao bao vây tỏa ra ánh sáng mãnh liệt hung sát chi khí hầu như phả vào mặt rồi lại không giống như giả đại thú như hổ nhưng trên người mọc đầy mụn nhỏ phát sáng nhìn qua cực kỳ buồn nôn nó mang theo sát khí mà đến nhào khiếu mà qua Tất cả mọi người không tự chủ được mà ra tay đón đánh, nhưng sau một đòn, mới phát hiện đây quả thật là giả, chỉ là quang ảnh mà thôi, nhưng chân thực đến trình độ cao nhất. Bọn họ không khỏi tự diếu, một đám tiên vương, hơn nữa còn là siêu cấp đế tinh, lại bị ảo ảnh lừa. Vẹn vẹn chỉ một hồi, lại một con đại thú từ phía xa nhào ra, phát động tập kích, nhưng vẫn là hư ảnh, cũng làm cho mọi người kinh không một hồi. Ngay sau đó, con đại thú thứ ba xuất hiện, mọi người bị dọa hai lần, cũng có chút buông lỏng, nhưng khi con đại thú này nhào tới, mọi người lại biến sắc. Lần này là thật sự, hư, ngự hư tiên vương quát khẽ một tiếng, trong lỗ mũi bắn ra hai đạo khí lưu, hóa thành rung động vô biên, oành, con đại thú này liền bị chấn nát tan. Hư hư thật thật, thật khiến người ta nhìn không thấu. Lạc Dương Thu nói, có điều, sức chiến đấu cũng chỉ như thế. Miêu hóa ngạo nghễ nói, không thể bất cẩn, nói không chắc sẽ có tồn tại càng mạnh hơn. Cốc hợp nghĩa cảnh cáo nói, bọn họ đi tới, đại thú cũng xuất hiện không ngừng. Có thật, có giả, ngự hư tiên vương cũng không có liên tục ra tay, hắn không phải bảo tiêu của những người này, đương nhiên không có nghĩa vụ như vậy. Có điều lực lượng của mọi người đủ mạnh, mà đại thú nơi này chỉ có sức chiến đấu của tiên vương tầng 5, hoàn toàn không đủ để tạo thành uy hiếp quá to lớn. Đương nhiên, khi thật khi giả, vẫn để cho thần kinh của bọn họ trong lúc vô tình liền căng thẳng, bởi vì coi như là tiên vương tầng 9 cũng không dám không hề phòng mặc cho tiên vương tầng 5 đánh. Ngoại trừ ngõ lý cùng thiên sinh, nếu như Lăng Hàn tăng cấp độ của bất diệt thiên kinh lên, hắn cũng có năng lực như vậy. chương 2837, thật thật giả giả hai Đi sau 3 ngày, cho dù là người hư tiên vương cũng lộ ra vẻ uể oải đây cũng không phải là nguyên lực hao tổn lớn, mà là một loại nôn nóng trên tâm tình. Tình huống như vậy còn phải kéo dài bao lâu, chỉ có thể bị động phòng ngự, không cách nào chủ động ra tay, đây là tình huống những thiên kiêu bọn hắn xưa nay chưa bao giờ gặp để bọn họ khó chịu tới cực điểm cũng ảnh hưởng đến tâm tình nhưng mà lối đi này lại tựa hồ như không có phần cuối trải qua mấy ngày vẫn không có dấu hiệu đi ra ngoài chút nào đây là một mê cung sao lăng hàn cùng đại Hắc cẩu đều nhìn về phía ngoã lý nói đến phân tích cùng tính toán hắn nói thứ hai không người nào dám nói thứ nhất ngoã lý không hiểu ra sao mà nhìn hai người mặt đầy mờ mịt các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì chúng ta có đi đường vòng không lăng hàn hỏi một số thời điểm Ngõa Lý lại ngốc muốn chết. Ngõa Lý lập tức nói, "Cho đến bây giờ, chúng ta tổng cộng đi qua 17 đầu mối không gian, căn cứ suy đoán của ta, xác suất chúng ta đi vòng là 31%, nhưng cụ thể có phải hay không, còn cần thông qua càng nhiều quan sát mới có thể biết." "Có biện pháp tìm tới lối thoát chính xác không?" Lăng Hàn hỏi, "Cần càng nhiều quan sát." Ngõa Lý vẫn là câu nói kia. "Vậy thì không có cách nào, chỉ có thể đi vòng." Lăng Hàn suy nghĩ một chút mới nói, có biện pháp nào sớm điều tra suy đoán những đại thú kia là thật giả hay không? có, ngõ lý gật đầu. con mẹ nó, tại sao không nói sớm một chút? lang hàn thở dài. các ngươi không có hỏi a? À, ngõ lý đầy mặt vô tội. hơn nữa, ta cho rằng các ngươi là muốn cố ý huấn luyện năng lực phản ứng của mình. quên đi, người vẫn là nói làm sao phân thật giả đi. lang hàn quyết định không tính toán với hắn nữa. ngõ lý không nói gì, nhưng từ trong thân thể thả ra một vòng ánh sáng xanh lục, vù bước bắn về phía bốn phương tám hướng, đây là một gợn sóng hình vòng tròn, vừa vặn có một con đại thú kéo tới, sóng gợn đảo qua, không hề biến hóa. đây là giả, ngõ lý nói, quả nhiên, đại thú đập tới, nhưng ngay lập tức biến mất rồi. tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn về phía ngõ lý. nguyên bản bọn họ đồng ý ngõ lý tơi, chính là bởi vì lang hàn yêu cầu mãnh liệt, bằng không một người không phải siêu cấp đế tinh lại đây làm gì? có điều, hiện tại ngõ lý bộc lộ thân thủ như thế lập tức để mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Đây là năng lực gì? Tất cả mọi người hiếu kỳ, ngõ lý bình tĩnh không lay động, giải thích. Các ngươi phán đoán thực lực của một sinh linh là thông qua khí thức mà có phải là sinh mệnh thể hay không, lại là ngọn lửa sinh mệnh, nhưng cái này cũng có thể làm giả. Ta không giống, ta không phải sinh vật sống, có thể càng chuẩn xác mà phán đoán cơ thể sống, đồng thời suy đoán ra thực lực. Tất cả mọi người không rõ, cái gì các ngươi các ngươi lẽ nào ngươi không giống chúng ta sao? Ngươi là chiến binh, Liễu Vũ Phi đột nhiên nói. Lăng Hàn còn chưa kịp ngăn cản, liền thấy Ngõ Lý gật đầu nói. Phải, cái thứ này căn bản không hiểu nói dối. Tất cả mọi người kinh dị một tiếng, tuy bọn họ đều biết có vị diện chuyên môn nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cũng xác thực gặp qua chiến binh, nhưng xem người như Ngõ Lý thì thực là lần đầu tiên. Liễu Vũ Phi mắt thả dị sắc, nhìn Ngõ Lý một hồi lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Tiểu nương bì này không đơn giản, không có ý tốt. Đại Hắc Cầu tiến đến bên tai của Lăng Hàn nói. Lăng Hàn gật đầu, thời cơ Liễu Vũ Phi xuất hiện cũng quá khéo, nàng cố ý đến sớm hơn, tuy có thể là lần đầu tiên tới, hơn nữa nắm giữ tư liệu sai lầm, cũng không biết cần dùng rất nhiều máu của siêu cấp đế tinh mới có thể mở ra. Có thể ở thời điểm nàng đang muốn rời đi liền phát hiện đám người Lăng Hàn, bằng không bên ngoài độc trướng dày đặc, nàng có nhiều đan dược giải độc như vậy sao? Chỉ ít trước đó Lăng Hàn không biết tòa cổ di tích này thuộc về Hà Phong Tiên Vương, nhưng Liễu Vũ Phi nói ra, nàng nắm giữ tư liệu khẳng định vượt xa đám người lăng hàn, thậm chí càng nhiều hơn đám người tiêu anh hùng. Vù, ngõa lý không ngừng thả ra sóng gợn màu xanh lục, rất có quy luật, bước về phía xa, một đại thú xuất hiện, nhưng sóng gợn đảo qua là xuất hiện quanh co rõ ràng. Thật, ngõ lý nói, hắn làm việc có nề nếp, nếu nói muốn tìm những đại thú này thật giả, hắn sẽ trăm phần trăm không hơn không kém mà đi chấp hành căn bản mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào. Chờ đại thú kéo tới, mọi người xuất kích, oanh, con đại thú này bị đánh nổ quả nhiên là thật lần này mọi người đối với năng lực của ngõ lý lại không hoài nghi chiến binh không phải đều là cỗ máy chiến tranh sao ngõ lý giải thích ta không phải loại hình chiến đấu mà là loại hình phân tích lang hàn vội vã đánh cái ha ha ngõ lý căn bản không giấu được bí mật người ta hỏi cái gì đáp cái đó nếu để cho bọn họ biết càng nhiều năng lực của ngõ lý e là sẽ lòng mang xấu xa thậm chí còn sẽ biết chuyện động phủ của thiên sinh bị trộm chính là bọn họ làm Đại hắc cầu cũng vậy, trực tiếp dùng móng vuốt che miệng của ngõ lý. Ha ha, có sự tình gì người không chịu nổi sao? Ngự hư tiên vương thong thả nói, hắn về phía đại hắc cầu ra tay bắt tới. Một tên tiên vương tầng 9 ra tay, há lại là bình thường việc. Đại hắc cầu nổi giận gầm lên một tiếng. Ngự hư tiểu nhi, ngươi cho rằng cầu ra sợ ngươi sao? Nó há mồm, phun ra một mảnh ánh sáng màu đen, có phù văn vô tận giật động, để mỗi người đều từ đáy lòng phát lên hàn ý cái ánh sáng này thật đáng sợ nhưng ngự hư tiên vương không sợ mọi người đều đến từ tiên vực mà ở tiên vực hắn là tồn tại số một số hai trong tầng 9. trên bàn tay lớn của hắn có vô số ánh sao lấp lẽ, thật giống như đã biến thành một đại thú âm um, âm um, âm um, giao thủ mấy chiêu đại hắc cầu bị ép lui lại thực lực của nó so với ngự hư tiên vương vẫn còn có chút khoảng cách nếu ngươi là chiến binh loại hình phân tích liền nhìn cho bản tọa bản tọa có chỗ nào khiếm khuyết mới không cách nào phá vào thiên tôn Ngự hư tiên vương nhìn về phía ngõa lý hỏi, kỳ thực hắn cũng không có kỳ vọng quá lớn, đối phương lại không phải thiên tôn, làm sao có thể chỉ điểm mình. chương 2838, ngõ lý phản kích. Nhưng ngõ lý là nhìn hắn một chút nói, cần thù lao, ngự hư tiên vương bật cười, ngươi cho rằng thật có thể giúp được bản tỏa, ngõ lý gật gù, chỉ ít, ta có thể vạch ra thiếu hụt của ngươi. Ngự hư tiên vương không khỏi động lòng, hắn cũng không sợ ngõ lý lừa gạt mình, lật tay liền có thể chấn áp đối thủ. Hắn chậm rãi gật đầu, "Ngươi muốn cái gì? Tiên kim, quyển trục vị diện đều có thể." ngõ Lý Thuận miệng nói, khóe miệng của Ngự Hư Tiên Vương không khỏi co giật, "Còn đều có thể? Tiên kim a, một vị diện cũng không có bao nhiêu, đặc biệt là sau khi có Thiên Tôn, đều bị lấy cho phệ kim thiết tăng lên, tiên kim còn lại có thể có bao nhiêu?" Coi như hắn là Tiên Vương tầng 9, cũng chỉ đạt được 17 khối tiên kim mà thôi, còn quyển trục vị diện là ngay cả hắn cũng không biết là món đồ gì. Một khối tiên kim, đổi một vấn đề Ngõ Lý tiếp tục nói, "Dính đến Thiên Tôn, cái giá trị này quá cao, hắn đương nhiên phải bán đúng giá." Tuy Ngự Hư Tiên Vương thân phận hiển hách, nhưng trong tay không có tiên kim, chẳng lẽ muốn hắn đánh nát Càn Cổ Trung phân cho Ngõ Lý một khối? Chỉ là nếu như có thể từ chỗ Ngõ Lý đạt được phương pháp đột phá Thiên Tôn, vậy Càn Cổ Trung đối với hắn mà nói không còn quan trọng nữa, dứt bỏ thì đã có sao? "Được, hắn lấy ra Càn Cổ Trung ném tới cho Ngõ Lý." Đây là bảo khí của bản tọa, dùng 17 loại tiên kim dung hợp thành chỉ cần trả lời của ngươi có thể làm cho bản tọa thỏa mãn, có thể cho ngươi. Nhưng nếu ngươi lừa dối bản tọa, vậy chớ trách bản tọa không khách khí. Ngõ lý không để ý chút nào, mắt thả ra linh quang, quét càn cổ chung một hồi, lập tức lắc đầu. Cái tiên kim này không thuần, tinh hoa ít ỏi, nhiều nhất chỉ có thể đổi năm khối tiên kim. Ngự hư tiên vương xứng sờ, không thuần, làm sao có khả năng, 17 khối tiên kim này là chính hắn nung nấu, thuần hay không thuần hắn không biết sao. Hơn nữa, tiên kim không thuần làm sao có khả năng có uy năng lớn lao như thế không phải đùa giỡn sao quả nhiên người đang lừa dối bản tỏa hắn uy nghiêm đáng sợ nói biết ngay mà một chiến binh nho nhỏ làm sao có khả năng biết làm sao phá vào thiên tôn chính là đang gạt hắn lang hàn âm thầm chuột dạ hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra chính là bởi vì trước đó hắn dùng tiên ma kiếm lấy ra tinh hoa của càn cổ trung vì lẽ đó càn cổ trung mới sẽ trở nên không thuần nếu để ngự hư tiên vương biết xảy ra chuyện gì, phỏng trừng liền liều mạng với hắn. Ngự hư tiên vương hung hãn ra tay, đập tới ngõa lý. Đây chỉ là một bộ chiến binh, hắn giết thì đã có sao, coi như báo đến vũ viện cũng không sợ. Không giống như giết lăng hàn hay những người khác, vậy thì nhất định phải diệt khẩu, bằng không chỉ cần có một cái trở lại, báo cáo vũ viện, vậy ngay cả phong tình thiên tôn ra mặt cũng vô dụng, nhất định phải để hắn lấy chết đi bồi. Không có quy củ, không thành quy cách, bất luận người nào cũng không thể ngoại lệ. Hắn đương nhiên không biết, kỳ thực ngõ lý cũng là học viên của Vũ Viện, đây là Chu Hằng Thiên Tôn sắp xếp, nếu không thì, trước khi hắn ra tay liền phải ước lượng một hồi. Tiên vương tầng 9 đáng sợ đến mức nào, đánh xuống một đòn, ngõ lý nhất thời hóa thành cặn bã. Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu, Nữ Hoàng không có ý xuất thủ, bọn họ biết sức sống của ngõ lý cực kỳ mạnh mẽ, trước bị Đại Hắc Cẩu đánh nát qua, không phải là khôi phục sao kết tinh của vị diện mấy trăm kỳ nguyên nào có dễ chết như thế? Hừ, ngự hư tiên vương cười gần, hơi phe phẩy tay áo, còn nhìn lướt qua lăng hàn, đại hắc cầu ý nghĩ cảnh cáo rõ ràng, đây chính là hạ tràng để hắn không thích. Ồ nha a à, nhưng đám người tiêu anh hùng lập tức hét lên kinh ngạc, chỉ thấy những mảnh vỡ kia thật giống như đều nắm giữ sinh mệnh, hội tụ về một phương hướng, sau đó dung hợp hóa thành một quả cầu to lớn, lại mọc ra tay, chân, đầu. Chỉ chớp mắt mà thôi, ngõ Lý lại xuất hiện, thấy cảnh này, ngay cả Ngự Hư Tiên Vương cũng ngẩn ngơ, tuyệt đối không nghĩ tới người bị hắn tự tay đánh giết lại còn có thể phục sinh. ngõ Lý nhìn chằm chằm ngữ Hư Tiên Vương, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng đỏ, tràn ngập lực lượng hủy diệt, tốc độ lại nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đánh tới trên người Ngự Hư Tiên Vương. A, à, Ngự Hư Tiên Vương kêu rên, một kẻ đã chết phục sinh, bạo phát một đòn, tình cảnh như thế chính là Ngự Hư Tiên Vương cũng không cách nào tưởng tượng lại thêm tốc độ của ánh sáng đỏ quá nhanh, để hắn cũng trúng chiêu, hai chùm sáng đánh vào ngực của hắn, lập tức có khói cháy khét bay lên. Ngự hư tiên vương không khỏi lùi lại, cúi đầu xem, chỉ thấy quần áo trên người bị thiêu ra hai cái độc, mà trên bụng thì có thêm hai cái lỗ cháy khét, thẳng vào bụng, suýt chút nữa chọc thủng qua hắn. Khá lắm, hắn nhìn về phía ngõ lý, nhất thời sát khí như rực cháy. Chết, hắn lại ra tay, oành, tiên vương tầng 9 ôm hận một đòn, đây là đáng sợ đến mức nào, ngõa lý lập tức nát. Nhưng mà, vô số mảnh vỡ dung hợp, ngõa lý phục sinh. Còn muốn lần nữa, ngự hư tiên vương cười gần, bổ khuyết thêm một trường, oanh, ngõa lý còn đang dung hợp không khỏi lần thứ hai nổ tung. Ngự hư tiên vương liên tục ra tay, cũng không chờ ngõa lý một lần nữa ngưng tụ thành hình người liền đánh nổ hắn. Nhưng ngõa lý dễ đối phó như vậy, hắn cũng không có tư cách trở thành kiêu ngạo của một vị diện. Mảnh vỡ không hội tụ về một phương hướng, mà là 10 cái. Điều này làm cho ngự hư tiên vương cũng không nghĩ tới, tuy bị hắn trong nháy mắt ra tay đánh nổ bảy cái, nhưng vẫn có ba bộ thành hình, hóa thành ba ngõ lý loại nhỏ, đồng thời mắt bắn ánh sáng đỏ. Ngự hư tiên vương trốn, nhưng con đường tránh né của hắn lại ở trong dự liệu của ngõa lý, chỉ có một đạo thất bại, hai đạo khác là bắn vững vàng. a à, dù là ngự hư tiên vương cũng không nhịn được kêu đau, hắn giận dữ, cả người có vô lượng tiên quang bạo phát, oanh, ba ngõ lý loại nhỏ nhất thời bị chấn nát tan. Nhưng mà tiếp sau đó, nhưng có một trăm ngõa lý nhỏ đồng thời ngưng tụ, hơn nữa mỗi một bộ đều cách nhau cực xa, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không thể một hơi giết chết toàn bộ. Xeo xeo xeo, ánh sáng đỏ chấp loạn, ngự hư tiên vương cũng không dám khinh thường, nhất định phải toàn lực ứng phó. Ô, thực lực của ngõa lý thật giống như tăng lên rất nhiều. Lăng Hàn nói với Đại Hắc Cẩu, chương 2839, nghi vấn cũ. Đại Hắc Cẩu gật đầu, tốc độ khôi phục nhanh hơn rất nhiều, lực công kích cũng ác liệt hơn vài lần, ngay cả bản tọa muốn chân áp hắn cũng phải dùng chút tâm. Con chó chết này chính là thích thổi, phải biết nó so với ngự hư tiên vương còn hơi kém hơn một ít, hiện tại ngự hư tiên vương cũng chật vật như vậy, trao đổi con chó hoang này lên khẳng định chịu thiệt càng to lớn hơn. Lăng Hàn cười ha ha, cái thứ này luyện hóa hơn một triệu năm quyển trục vị diện, thực lực nếu không có tăng lên mới lạ. Quyền trục vị diện có thể để cho một phàm nhân nhảy một cái trở thành thiên tôn. Tuy loại thiên tôn này chỉ có thể nói là phát ngôn viên của thiên địa, thiên địa có thể thu hồi lực lượng bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cần còn đang ở vị diện ấy, lực lượng này chính là thiên tôn hàng thật đúng giá. Ngõ Lý nói cần 100 triệu năm tiêu hóa hết quyển trục vị diện, vậy hiện tại hơn 1 triệu năm qua đi, hắn làm sao cũng luyện hóa 1 phần trăm A. 1 phần trăm lực lượng của thiên tôn còn không kiêu ngạo được sao, không đủ để đánh tiên vương tầng 9 sao. Đương nhiên, Ngõ Lý khẳng định không cách nào hoàn mỹ hấp thu lực lượng, nhưng cho dù chỉ có một phần ngàn, một phần vạn uy năng của thiên tôn, vẫn như cũng có thể tạo thành uy hiếp với tiên vương tầng 9 người xem phòng ngự của ngõ lý xác thực không cao, có thể bị tiên vương dễ dàng đánh nát. nhưng lực công kích đồng dạng kinh người, ngay cả ngự hư tiên vương cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ. lại thêm năng lực hồi phục của hắn, tiên vương nào không đau đầu? dù ngự hư tiên vương đánh với kỷ vô danh kiếp trước cũng không có vất vả như đánh với ngõ lý. nói theo một ý nghĩa nào đó, ngõ lý cùng thiên sinh là giống nhau, đều có sức hồi phục đáng sợ ngay cả tiên vương tầng 9 cũng phải bất đắc dĩ. Quyền trục vị diện gì? Đại Hắc Cầu hỏi, nó còn không biết có thứ tốt như vậy. Lăng Hàn nói đơn giản một hồi, Đại Hắc Cầu nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nhanh, lấy ra cho bản tọa nhìn, đừng nghịch, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đáp ứng, như cho Đại Hắc Cầu mượn, vậy thực sự là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Đại Hắc Cầu hâm mộ nhìn ngõ lý, lầm bẩm nói. Bản tọa có phải là nên đi vị diện kia, cải tạo mình thành chiến cầu hay không? Lăng Hàn cho nó một cái liếc mắt, ngự hư tiên vương còn đang chiến đấu với ngõ lý, từ tình cảnh đến xem, hắn chiếm hết thượng phong, không biết đánh tan ngõ lý bao nhiêu lần, nhưng bất luận ngõ lý bị oanh bao nhiêu lần, hắn cũng có thể cấp tốc gây dựng lại, căn bản không tổn thương. Hơn nữa, ngõ lý công kích cũng không thể coi thường, tạo thành cho ngự hư tiên vương thương tích không nhẹ. Hiện tại, ngự hư tiên vương rất muốn đỉnh chiến, nhưng chiến đấu là hắn bốc lên, hắn không hạ xuống cái mặt này. Đám người tiêu anh hùng tự nhiên nhìn ra rõ ràng, không cũng dồn dập khuyên can, cho ngự hư tiên vương bậc thang xuống đài. Chiến đấu đình chỉ, ngự hư tiên vương giận dữ, chỉ cảm thấy sắc mặt có chút hồng, càng muốn nổ tung. Trước đó vài ngày cùng Lăng Hàn chiến đấu, hắn đại bại thua thiệt, lúc kia hắn còn có thể mượn cớ, là bởi vì cử việt trận áp chế tu vi của hắn, mới để Lăng Hàn có thể thừa dịp. Nhưng hiện tại thì sao? Hắn là ở trạng thái toàn thịnh, nhưng không làm gì được ngõ lý, còn bị đối phương bắn đau, thực là mất mặt. Hắn không nói chuyện sầm mặt lại ở một bên trầm mặc chỉ là đối với thành tựu thiên tôn càng thêm khát vọng. Chỉ có thành tựu thiên tôn mới chính thức nhảy ra thiên địa khống chế, vượt qua quy tắc, nếu không, hắn liền bị hạn chế. Tỷ như thiên sinh cùng ngõ lý, sở dĩ bọn họ đánh không chết, bởi vì sức phòng ngự hoặc là sức khôi phục của bọn họ ở tầng cao nhất của quy tắc, chỉ có thiên tôn mới có thể phá. Ngõ lý vẫn là vẻ mặt cứng đờ như gỗ, tuy để một tên tiên vương tầng chín hết sức bất đắc dĩ cùng phiền muộn, nhưng hắn không hề có chút đắc ý đám người tiêu anh hùng đều khiếp sợ đối với ngõ lý tự nhiên lại xem trọng rất nhiều cái tên này yêu nghiệt có thể so sánh với thiên sinh lang hàn này sinh ý nghĩ bất thường nếu để cho ngõ lý cùng thiên sinh đánh sẽ là kết quả gì hẳn là đánh tới dài rằng rắn cũng không có kết quả đại hắc cầu nói sau đó đổi đề tài tiểu tử chúng ta phải nhanh thu bất diệt thiên kinh đến đỉnh cao nếu không ở trên thể phách có thể bị người vượt qua Ồ, người cũng tu luyện bất diệt thiên kinh lang hàn kinh ngạc phí lời bản tọa tu luyện còn muốn sớm hơn ngươi. Đại Hắc Cầu ngạo nhiên nói, chỉ là trước đó huyết mạch của bản tọa không hợp, thành tựu có hạn, sau đó tuy bị ép đại niết bàn, nhưng được một giọt tinh huyết của thiên tôn làm cơ sở, vì lẽ đó, hiện tại bản tọa tu luyện bất diệt thiên kinh không hề khó khăn. Nó dừng một chút, nói đến, cầu ra còn là lão tổ tông của ngươi. Cút, lăng hàn giơ ngón giữa, nhưng hắn lập tức ồ một hồi. Vậy tại sao huyết mạch của ta lại tương xứng? Còn có một chuyện kỳ quái, tại sao hắc tháp sẽ tìm tới hắn. Phải biết, đời trước hắn chỉ là luyện đan lợi hại, hơn nữa không phải lợi hại đến bình thường, nhưng thiên phú võ đạo không xuất sắc, ngay cả thiên phượng thần nữ cũng không sánh được. Ngốc, đại hắc cẩu diếu cợt một tiếng, bởi vì ngươi có huyết mạch của duyên sinh thiên tôn, không thể nào, lăng hàn kinh ngạc, lẽ nào hắn là đời sau của ỷ vân. Ngốc A, à, đại hắc cẩu lắc đầu, lẽ nào thiên tôn đại nhân không có anh họ đường đệ sao? Mặc dù có chút xa, nhưng có cộng hưởng trên huyết mạch. Nếu không ngươi cho rằng tại sao tam giới tháp lại bay đi tiểu thế giới kia của ngươi? Lăng Hàn gật đầu, tiểu thế giới kia trước đó đã bị khai thiên tới cổ giới, sau đó lại thành tiểu thế giới, lẽ nào là tam giới tháp làm ra? Không nó thì ai vô? Đại Hắc Cầu hỏi ngược lại, nhưng vì cái gì cách mấy kỷ nguyên chứ? Lăng Hàn lại hỏi, phí lời, tam giới tháp vốn bị trọng thương, lại đổi hằng thiên đại lục thành tiểu thế giới, tránh né thần giác của thiên tôn đã tiêu hao hết lực lượng, chỉ có thể chậm rãi khôi phục lực lượng sau đó ngươi vừa vặn lại tìm tới nó mới có chuyện sau này đại Hắc cầu nghiêm mặt nói sắc mặt lăng hàn quái lạ nói cách khác nếu như không phải ta mà là một người khác cùng ta có huyết mạch tương đồng gặp phải tam giới tháp cũng sẽ bị nó nhận chủ nói như vậy thật giống như tất cả nỗ lực của hắn đều quy kết đến trên vận may a à.